cha mẹ giao tiếp con cái cha mẹ giao tiếp với phụ huynh thầy giao tiếp với trò trò với thầy giám đốc giao tiếp nhân viên chúng ta giao tiếp với đội nhóm chúng ta giao tiếp mỗi ngày chúng ta đối thoại thì công cụ giúp chúng ta thành công tạo sự sức thu hút đó chính là đặt câu hỏi đúng à quý vị nhớ này nha rồi đặt câu hỏi khi trò chuyện sẽ giúp cho người khác hiểu rõ về tính cách của họ và khả năng hiểu biết của mình nữa đúng không mình đặt câu hỏi hay quá, mình đặt câu hỏi đúng mà. Tao nói là đặt câu hỏi đúng nó quan trọng hơn là trả lời đúng cho một câu hỏi sai. Hai Kim Luyến ở đây được rất là hân hạnh uh, giới thiệu uh, cho tất cả các cô bác anh chị lên đây. Một người thầy, một người doanh nhân, một nhà đào tạo, một huấn luyện viên về dinh dưỡng ạ à, mà Kim Luyến vô cùng ngưỡng mộ với cái tinh thần học hỏi học tập rất là cao của thầy mặc dù thầy rất là lớn tuổi với một chủ đề mà luyến cũng rất là tâm đắc trong các quá trình làm việc của mình đó là đặt câu hỏi đúng để thành công trong giao tiếp và trao quà với phần trình bày của thà sĩ nhà đào tạo Nguyễn Đăng Quang tối nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề đó là nghệ thuật đặt câu hỏi đúng nó là cái chìa khóa để thành công trong cuộc sống và xây dựng mối quan hệ và trong kinh doanh. À, đặc biệt là trong cái vấn đề cái nghề huấn luyện viên sức khỏe chủ động của chúng ta đó. Đây với cái chủ đề này chúng ta đã biết trước thì tôi cũng muốn biết là <laughs> với chủ đề này quý anh chị đã kỳ vọng mong đợi gì? À các anh chị à, khi mà các anh chị đã tham gia zoom này các anh chị cũng phải có ý tưởng trong đầu là mình muốn biết cái điều gì đó. Khi nghe cái chủ đề hôm nay các anh chị có thể comment vào ô chat giúp tôi ạ. À. Để tôi hiểu thêm về để các đối tượng chúng ta tối đêm nay ai à, các anh chị mong đợi điều gì à, với cái chủ đề này ạ à. à? xin mời quý anh chị cái tương tác à. rồi một anh chị là nó thành công trên con đường à, làm muốn nghĩa sức khỏe À, mời khách hiệu quả ok đặt câu hỏi là để mời khách hiệu quả ok Rồi à, rất tuyệt vời à, kỹ năng đặt câu hỏi thành công cách trao quà ấn tượng rồi mong được thành công trong việc huấn luyện viên sức khỏe rồi rất cảm ơn anh à, à, chị đã tương tác à, nói lên cái suy nghĩ của mình rồi buổi chia sẻ này dành cho ai rồi, chủ yếu tôi là dành cho huấn luyện viên sức khỏe chủ động và đặc biệt cũng có thể có một số anh chị mới bắt đầu thôi à, muốn giao lưu kết nối để học hỏi điều mới khám phá mới trải nghiệm mới để phát triển bản thân vì cuộc sống chúng ta nó luôn phát triển mà mình phải luôn luôn làm mới à, những gì mình biết nó trở thành ngày hôm qua mà thế giới này nó vận động nên ta liên tục làm mới bản thân mình một trong cách đó chính là mình vào học à, mình dành một thời gian nhất định đúng không để mình làm mới bản thân mình À, học điều mới rồi mục tiêu của chuyên đề đêm nay của tôi là gồm ba phần một phần thứ nhất đó là về về kiến thức là sau khi mà sau 10 giờ đêm đúng không kết thúc cái, cái Zoom này thì uh, kỳ vọng của tôi là là các anh chị sẽ xác định được đặt câu hỏi đúng nó là một kỹ năng quan trọng của thế kỷ mốt một kỹ năng rất quan trọng trong giao tiếp xây dựng quan mối quan hệ Ờ, trong thị dựng mối quan hệ có nghĩa là mình trao quà đấy, tại mình đi trao quà là mình phải xây dựng mối quan hệ trước. À thì đó tôi sẽ liên hệ một chút về vấn đề chỗ đó trong khi chúng ta đi gặp gỡ khách hàng chúng ta trao quà như thế nào thông qua cái đặt câu hỏi đúng về thái độ thì tôi mong đợi rằng sau khi đêm nay quý anh chị tràn đầy năng lượng hơn thêm động lực và mình có thêm hứng thú tìm hiểu sâu hơn việc hoàn thiện kỹ năng đặt câu hỏi đúng À, trong việc xác định tầm nhìn tạo động lực cho chính mình à, giao tiếp hiệu quả à, chúng ta sẽ biết rõ đặt câu hỏi đòi hỏi cho ai ai là người đặt câu hỏi à, chúng ta sẽ làm rất là rõ trong đêm nay và cuối cùng mình học không phải để biết mà học để làm có nghĩa là sau đêm nay tôi kỳ vọng anh chị sẽ vận dụng được tốt một số thủ thuật vì trong thời gian một tiếng rưỡi mình không thể nói hết tất cả mọi điều Ừ, tôi cũng chấm phá à, lướt qua một số à, à, kiến thức và kỹ năng quan trọng mà tôi nghĩ rằng nó có thể giúp à, chúng ta hoàn thiện hơn cái kỹ năng này để giúp cho cái sự nghiệp chúng ta đó chúng ta trao quà hiệu quả hơn. À rồi đặc biệt qua cái đặt câu hỏi đúng. Rồi rất cảm ơn quý chị theo dõi tới đây. Cách tiếp cận của chúng ta đó là theo phương pháp à, trên thế giới là gọi là 5W1H năm bước một khác đó, nó, nó chính là năm cái này thứ nhất là what là mà chúng ta sẽ tìm hiểu đặt câu hỏi là gì Why tại sao chúng ta cần phải đặt câu hỏi đúng Who ai cần đặt câu hỏi và khi nào chúng ta cần đặt câu hỏi đúng và cuối cùng chúng ta how đặt câu hỏi như thế nào à, trong năm uh, vấn đề này thì hai uh, cái vấn đề quan trọng nhất là chính là tại sao và how tại sao và như thế nào đó là hai cái à, à, hai cái quan trọng nhất đó, quý vị hai quan trọng nhất đó. rồi nhiều người à, lầm tưởng rằng à, đặt câu hỏi làm việc làm quá đổi dễ dàng ai cũng có thể làm được đúng rồi ngay từ nhỏ đó à, trẻ em thì kia nọ thắc mắc cũng đều đặt câu hỏi cha mẹ mà đâu có học cần học gì đâu cứ hỏi thôi rồi khi chúng ta bắt đầu có một nghề nghiệp thì chúng ta cũng đặt câu hỏi thôi ta gặp bạn bè ta gặp đối tác ta cũng đặt câu hỏi à ta thấy nó dễ à, nhưng mà sự thật ra đó à, đặt câu hỏi cũng phải có thông minh đó phải khéo léo á và phải biết khi nào mà đặt câu hỏi đó à có lẽ trong trải nghiệm mà cái hành trình mà à, cái hành trình mà chúng ta à, khởi nghiệp làm một cái nghề mới này à, nhiều người là cũng là bản thân tôi thì cái này cũng mới À, mặc dù tôi tham gia MLM cũng bảy uh, tám năm rồi nhưng mà tôi cho là lĩnh vực sức khỏe nó đối với tôi cũng làm mới. Như vậy uh, cái cuộc nói chuyện này á, uh, nếu mình ngồi nói chuyện uh, mà mình đi thụ động mình nghe không á, uh, mình không có nói gì hết á uh, thì cũng không được. Quá thụ động, không? người ta ngồi nói chuyện với người im lặng rồi không nói gì hết hoặc là trong nhóm mà không ai nói ý kiến nữa uh, đó nó cũng không phải là hay. Mặc dù người ta nói uh, lắng nghe nhiều hơn là nói nhưng cái đỉnh cao của nó chính là đặt câu hỏi mình chủ động lắng nghe rồi nhưng mà mình muốn người ta tiếp tục nói thì mình phải có những cái những cái những cái đệm nó thuộc về nghệ thuật rồi nó vượt hơn kỹ năng nữa nó không phải là kỹ năng nữa mà nó vượt lên thành một cái nghệ thuật luôn nói chuyện mà đặt câu hỏi là thành một nghệ thuật nên những người mà thành công những cái tỷ phú những cái CEO á họ đặt hỏi hay lắm à khi có điều kiện các anh chị có thể tìm hiểu thêm à, đêm nay thì tôi chỉ lướt một số cái vấn đề quan trọng đó đặc biệt là tại sao và như thế nào là nhiều hơn rồi à, nếu các anh chị à, sẵn sàng à, chúng ta bắt đầu vào cái thứ thì mình gõ vào SS à, để chúng ta sẵn sàng nhé anh chị biết không thành bại trong công việc á không phải là do kỹ năng đâu quý vị công nhận không à mình có giỏi nhiều cách mấy đi nữa nhưng mà giỏi là tốt rồi đấy à, thông minh là tốt rồi đó nhưng mà quan trọng nhất là cái mối quan hệ mình nó có hay không cái <laughs> đó nó quyết định cái này ai cũng biết rồi tôi đã từng chia sẻ chủ đề này networking rồi xây dựng mối quan hệ thiết lập mối quan hệ tiếng anh gọi là relationship đó vô cùng quan trọng làm bất kỳ ngành nghề nào kinh doanh hay là cái gì riêng mà mình không có mối quan hệ là mình thất bại cho nên làm việc cái con người á là vô cùng quan trọng mà vô cùng khó khăn. Điểm khác nhau quyết định chỗ nào. À, khi mình trong đội nhóm chúng ta khi mình gặp một người chẳng chẳng hạn ta làm nghề quân luyện sức khỏe khoảng 1-2 năm, à, chúng ta có kiến thức khá sâu về dinh dưỡng, về cái hành trình mà dinh dưỡng cân bằng, về thực đơn vân vân. Mà nếu mà ta gặp người ta mà ta giáo huấn người ta đào tạo người ta lên lớp á là chắc chắn á quý vị sẽ thấy là mình thất bại. À vì không ai thích à không ai thích muốn người ta dạy chỉ dạy mình hết. À nhưng mà nếu mà chúng ta đặt câu hỏi á mà đặc biệt là câu hỏi đúng nữa đó thì chúng ta lại thiết lập được mối quan hệ người ta thấy thích mình hơn. Nhưng mà ở cuộc đời này nó kỳ lắm. Người ta thích mình á thì người ta mới lắng nghe mình. Mà ta tin mình á Thì ta sẽ đồng hành với mình Cho nên mấu chốt ở đây Làm sao người ta thích mình Nó quan trọng lắm Mà muốn vậy á Mình đừng có ta hiểm ở đây Dạy dỗ ai hết đào tạo ai hết Mà chỉ bằng những câu hỏi Rất là chân thành Mà những câu hỏi thông minh Mà ta gọi là câu hỏi chất lượng Hay câu hỏi đúng Thì chúng ta sẽ thiết lập được Mối quan hệ rất là tốt Với khách hàng lạnh Tức là người xa lạ luôn Mà đặc biệt trong đội nhóm chúng ta đó à sự thành công của mình trong xây dựng đội nhóm cũng bằng câu hỏi bằng những câu hỏi á ta tạo mối quan hệ thân thiết mình với đội nhóm cái đau lai của mình chứ không phải là mình lên lớp mà phải học cái này phải làm cái nọ phải mình người ta làm sai thì mình à, mình chê trách hay là vân vân cái đó sẽ thất bại cái đó quý anh chị cũng đã biết rồi anh chị mà nào mà đã làm chừng một hai năm đã biết rồi thiết lập mối quan hệ mới khó chứ không phải là mình giỏi đâu rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhé bây giờ kỹ năng đọc hỏi tiếng Anh gọi là questioning skills được hiểu là cái cách mình dẫn dắt một cuộc đối thoại bằng những câu hỏi mình chỉ cần đặt câu hỏi thôi và người ta trả lời và tự nhiên người ta hiểu rõ hơn vấn đề thay vì mình lên lớp mình chỉ này chỉ nọ mình mình à, mình à, không phải khoe khoang nhưng mà có khi là mình cái cách của mình nói á để làm người ta cảm thấy người ta nhỏ đi nhưng mà bằng những câu hỏi hay những câu hỏi thông minh những câu hỏi đúng tự nhiên giữa mình với cái đối tác nó gần lại nó đang có cái gì hàng rào ngăn cách tự nhiên nó mất đi ta phá tảng băng đi như vậy là thực sự một cuộc gặp gỡ đó là một đối thoại đối thoại nha đối thoại tức là nói qua nói lại rồi vui vẻ đó khi người ta vui rồi thì người ta mới lắng nghe cái điều mình muốn giới thiệu một cơ hội hay một cái điều gì đó à, thông qua cái câu hỏi đó đó người ta hoặc là bản thân chúng ta chúng ta đặt cái câu hỏi cho bản thân mình mà đặt câu hỏi hay đúng á thì tự nhiên chúng ta phát hiện ra cái ưu điểm khuyết điểm mình chúng ta biết rằng mình dốt cái gì cái gì chưa biết cái gì biết rồi cái gì biết mà không biết sâu à tự nhiên nó làm một cái không khí à, đối thoại á, làm cho cái cuộc nói chuyện nó tiếp tục quý vị có công nhận không có đôi khi mình ngồi nói chuyện rồi mình biết không biết nói cái gì nữa hai người ngồi nhưng không biết nói cái gì nữa mười mấy năm trước tôi cũng vậy ngồi nói chuyện không biết nói gì nữa tại vì không biết có gì nói đó là kỹ năng giao tiếp còn bây giờ thì mình biết rồi mình nên nói cái gì và mình đặt câu hỏi gì và những câu hỏi đó đó nó không có đi đời tư nhưng mà thể hiện sự quan tâm, sự quan tâm của mình đối với lại cái suy nghĩ đối với cái cái băn khoăn của của đối tác họ thích mình lắm mà thích rồi á cái gì cũng được á mà đã không thích rồi mà nói đúng ta cũng nghe đó thành ra đặt câu hỏi là một nghệ thuật mà một nhu cầu là một kỹ năng vô cùng quan trọng trong vấn đề xây dựng mối quan hệ đặc biệt vấn đề trao quà chưa biết trao quà là cái gì mình đến mình dội vàng mình nói nào sức khỏe nào là béo phì nhưng mà không phải cái họ quan tâm là cái khác nhờ câu hỏi thông minh của mình đó mình nó phát hiện ra cái anh này cái cô này có cái mối quan tâm khác họ không quan tâm về sức khỏe họ lại quan tâm với đề tài chính à họ quan tâm cái gì à giống như là các à, trong tháng qua. À, tôi đi trao quà à, Mặc dù kiến thức dinh dưỡng tôi bây giờ đã bắt đầu phát triển tốt rồi Sau một tháng là tôi bắt đầu chuẩn bị sức, uh, sản xuất khoảng mười mấy video clip uh, Talking point đầy đủ hết Mình nghiên cứu sâu rồi mà rồi. Nhưng mà trước đó thì tôi không có rành cái đó lắm Thì tôi đi gặp người bạn Cái người này họ cũng đang làm du học à, Tư vấn xong họ chuẩn bị đưa con đi uh, đi qua Mỹ rồi Thì họ con họ học rất giỏi Lấy được một cái học bổng 100 ngàn đô nhưng mà chỉ được 50% thôi À qua những cái câu hỏi à, Thân tình Rồi tôi mới phát hiện ra cô này Đang rất cần tiền Bởi vì là 50.000 đô là phải đóng Mà nó có thời hạn Vậy một năm cô cần phải 50.000 đô Thành ra cô nói bây giờ cô cần Một cái công việc làm Như vậy thì đối với cô này tôi tiếp cận cách khác Tôi không nói về sức khỏe Đúng không quý anh chị Tuy mỗi người mà nhưng cô này cũng có vấn đề về sức khỏe nhưng mà đó là song hành nhưng mà nhờ những câu hỏi đó mình phát hiện ra cái nỗi đau một cái điều gì ở trong người đó cho nên là đặt câu hỏi là quan trọng là chỗ đó đó rồi tiếp tục à, trong cuộc sống khi nào chúng ta hỏi nha người ta nghĩ thêm ví dụ con cái chúng ta đó con cái chúng ta hỏi khi nào ạ à? quý chị khi nó có vấn đề đúng không à nó có vấn đề, nó có problem, có vấn đề, có vấn đề nó cần thu thập thông tin gì đó để giải quyết một cái nhu cầu uh, để có câu trả lời gì đó, Nó sẽ đặt câu hỏi, đúng không nào? Đấy, như vậy thì quan trọng là người hỏi á, rồi mới tới kế tiếp là cái nội dung hỏi. Như vậy là để xử lý một vấn đề chúng ta cần thu thông tin thì chúng ta sẽ hỏi, đúng không nào? rồi à. và với câu hỏi này thì chúng ta à, sẽ thu lượm được một cái câu trả lời mà mình mong đợi. Rồi chúng ta tiếp tục Thí dụ như là hỏi đường, hỏi địa chỉ Thí dụ vấn đề của chúng ta là dễ quên Thì câu hỏi chúng ta là Làm thế nào để nhớ lâu à, Nếu chúng ta đi gặp một khách hàng Rồi vấn đề của khách hàng là Béo phì muốn giảm cân Đó là vấn đề Thì câu hỏi chúng ta là nên là cái gì À nó có rất nhiều thứ Thí dụ thôi Thí dụ nha Làm thế nào để giảm cân Hoặc là lát nữa ta sẽ nói một câu, câu hỏi khác nó cụ thể hơn. À, à, trong 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 cái hành trình này thì tôi thấy là quý anh chị đã học cái căn bản một hai nó cũng có những bộ câu hỏi rồi. Ví dụ như mình hỏi khách hàng có cái nhu cầu à, à, giảm cân hay không, mà nếu có thì à, họ đã áp dụng phương pháp nào chưa? À, tôi xin nói với quý anh chị nha, qua những cái bộ câu hỏi tôi đi trong tháng qua đó, cứ 10 người thì chín người đã biết Himalaya rồi, đã biết sản phẩm của chúng ta rồi. <laughs> đã dùng rồi luôn rồi. Nó kỳ lạ vậy đó. Thị trường nó bùng nổ hầu như là mọi người biết hết. À những doanh nhân những bạn bè tôi là hầu như biết hết á. Thậm chí đã dùng rồi hồi 4 5 năm trước, bây giờ không dùng nữa. À, có người không dùng nữa. À, lý do tại sao mình hỏi từ 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 mình nó phát hiện ra à bằng những cái câu hỏi à, chúng ta dẫn dắt và chúng ta mới phát hiện ra vấn đề. Rồi từ đó chúng ta mới có cái chiến lược. Rồi. Thí dụ như người này có thang phiền thu nhập thấp thì câu hỏi chúng ta thí à, dụ bản thân mình là tại sao tôi có thu nhập thấp câu hỏi tạo sao nó quan trọng lắm đó. rồi rồi cái tiếp là làm thế nào câu hỏi tại sao giải quyết vấn đề trước rồi sau đó mới làm thế nào là cái giải pháp rồi rồi chúng ta có một vấn đề là thế này không phải chỉ đặt câu hỏi mà phải đặt câu hỏi chất lượng đúng kìa như vậy đặt câu hỏi chất lượng á, thông minh hay đúng á, là chúng là chúng ta sẽ thu thập được thông tin chất lượng. Nếu mà chúng ta đặt câu hỏi không đúng á, nó không hợp thời, nó không đúng lúc á, thì chúng ta nhận được một cái thông tin nó không hữu ích. Ví dụ chúng ta muốn trao quà, à, chúng ta phải biết cái mindset của người ta, tức là cái, cái cái kiểu tư duy của người ta đó là người này là người tư duy tiêu cực hay là người tư duy mở cái người tiêu tiêu cực họ sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái dư luận không tốt về vấn đề sản phẩm thì chúng ta phải có cách khác nhưng mà nếu chúng ta đặt câu hỏi nó không hay chúng ta không phát hiện được điều đó chúng ta vội vàng chúng ta chia sẻ một cái giải pháp trong khi chúng ta không hiểu đối tượng mình là thuộc dạng kiểu nào người nào cho nên là đặt câu hỏi chất lượng thông minh mình chúng ta thu thập được cái thông tin rất là chất lượng đồng thời chúng ta sẽ xây dựng mối quan hệ chất lượng và chúng ta sẽ tìm được câu trả lời mong đợi từ cái người đó. Cái đó là quan trọng. Không phải một sớm một chiều mà chúng ta đi gặp ngay từ đầu ta gọi là trao quà được. Nó cũng phải có một cái một quá trình tiếp cận làm quen dần dần dần. Thậm chí nó tốn đôi khi cả năm đấy. Rồi, à, ra rồi. Nếu mình gặp người tiêu cực đi quan thì đôi khi cái câu hỏi của mình á Cái câu hỏi mình đúng á Nó làm cho cái câu chuyện nó nó đi theo chiều hướng tích cực Thay tiêu cực À người ta đang tiêu cực Nhưng mà mình nói xong thì người ta lại thay đổi trạng thái Người ta chuyển sang tích cực là cũng do mình Thành ra người đặt câu hỏi nó quan trọng lắm Rồi tiếp tục Cái ít lợi á, của cái việc đặt kỹ năng câu hỏi á trong vấn đề đi trao quà hay xây dựng mối quan hệ là rất, rất là quan trọng. Đây là một kỹ năng quan trọng bậc nhất được áp dụng rộng rãi trong mọi khía cạnh cuộc sống, à không phải chỉ dành cho những sức khỏe chủ động đâu, người bình thường đã hỏi ra mà, các doanh nhân, những người làm công ăn lương cũng hỏi cấp dưới hỏi cấp trên, cấp trên nói cấp dưới là bình thường ta đều hỏi cả, mỗi một ngày chúng ta đều giao lưu kết nối hết, mà giao lưu giao tiếp là đều phải có hỏi và đáp, vì đó là là một việc nó kéo dài trong liên quan đến vấn đề đối thoại. Cho nên đặt câu hỏi là rất là quan trọng bên chị Đặc biệt nó vô cùng quan trọng Đối với cái nghề huấn luyện chăm sóc chủ động nữa Bởi vì đặt câu hỏi là sao Đặt câu hỏi Nó là một cái công cụ hiệu quả Để gợi mở Một cái giá trị tiềm ẩn ở trong đầu mình Của người đó hoặc là bản thân mình Để giúp người ta phát triển bản thân à, Lát nữa chúng ta sẽ cho ví dụ Cụ thể hơn Rồi, Bây giờ khi mà ta đặt câu hỏi Ta nói ví dụ nha Ta nói ví dụ ở trong đội nhóm chúng ta Gồm có người mới người cũ Mà nếu ta không sử dụng đặt câu hỏi Mà chúng ta đi lên lớp Rồi chúng ta thao thao bất tiệt thuyết trình Tức là áp đặt một chiều á Thì e rằng á à, Tiếng Anh nó gọi là feedback á là Chúng ta phải có một cái phản hồi Thì chúng ta thấy người ta thờ ơ á thấy cái thờ ơ hoặc là người ta không quan tâm đó, là ta biết rồi đó đặt câu hỏi nó hay hơn đặt câu hỏi là một kỹ năng thúc đẩy cho người ta thảo luận nhiều khi ngòm nói hoài cả lớp cả nhóm không ai có ý kiến hết chơi phát biểu ngay phát biểu muốn việc có từng gặp này không tôi dạy trên 30 năm rồi tôi học cái công nghệ của nước ngoài là lớp tôi phải phát biểu Tại vì á, trong lớp tôi không có người phát biểu Tôi chỉ là người đặt vấn đề thôi các nhóm nó thảo luận discuss nó thảo luận xong tự nhiên nó phát triển tư duy và nó, nó giỏi kỹ năng luôn mà tôi không có chỉ nó đó tôi không chỉ nó tự động nó giỏi lên à bằng bộ câu hỏi thông minh cái đó cái đó là được học đàng hoàng ở đại học là chỉ các kỹ nước ngoài chỉ cách đặt câu hỏi trong chuyên môn tôi dạy ngành công nghệ thông tin thì tôi phải đặt bộ câu hỏi khoảng mười mấy hai chục câu hỏi gọi là essential question tức là câu hỏi chủ chốt câu hỏi cốt lõi rồi câu hỏi nội dung câu hỏi bài học có đủ thứ hết đó. là người giảng viên phải thiết kế bộ câu hỏi rất là thông minh và đưa những câu hỏi ra buộc làm người dự là phải trả lời cái điều đó và thảo luận để tự nhiên nó phát triển trí tuệ ở trong xây dựng đội nhóm mà trao quà cũng vậy mình muốn thúc đẩy cho đội nhóm mình thảo luận để trao đổi ý tưởng tại vì nếu người ta thảo luận người ta nói ra mình mới biết trình độ người ta tới đâu mà nếu người ta không nói ra thì mình không biết người ta có hiểu hay không mình nói chịu cái im ru ru im lặng hết không ai nói hết, mình cũng không hiểu là mình nói xong ở dưới có hiểu hay không. Cho nên à, trong đào tạo đặc biệt phải giỏi đặt câu hỏi. À, à cho nên à, cộng hòa liên bang Đức á à, à, nó giúp Việt Nam đào tạo trên 200 người á à, à, học viện tránh quốc gia đó trong khoảng 5 năm trước á à, các giảng viên đại học nó đặt tên đổi mới là master trainer tức là thạc sĩ đào tạo chứ không phải là giảng viên nữa. À, các nước trên thế giới nó không gọi là giảng viên nữa lecturer nữa mà nó gọi là thạc sĩ đào tạo tại vì đào tạo trainer là phải biết đặt câu hỏi à như vậy khi mình đặt khi mình đặt câu hỏi hay á đặt câu hỏi đúng á nó sẽ thúc đẩy người ta nói lên ý kiến của người ta giúp cho người ta trao đổi ý tưởng mà trao đổi ý tưởng là người ta phát triển còn nếu người ta không trao đổi ý tưởng á thì người ta cũng không biết ta hiểu đúng hay sai nữa nhưng mà khi người ta nói ra đó có thể đúng hay sai nhưng mà dù đúng hay sai người ta vẫn phát triển nên chúng ta đừng có hạn chế khi người ta phát biểu Mà người ta phát biểu sai Người ta phát biểu sai cũng được có chê Tại vì phát biểu là tốt Để cải thiện Xây dựng cái mối quan hệ và tạo cái niềm tin Khi người ta nói lên cái điều đó Người ta học, ví dụ mình chia sẻ người ta bài nước đi Đúng không? Mình nói từ đầu đến cuối rồi im ru Không ai có ý kiến hết Như vậy thì chúng ta chưa đánh thức Cái khả năng tìm ẩn bên trong họ Họ phải tự hiểu cái điều đó chứ không phải là mình nói Cho nên lát nữa tôi sẽ nói về vấn đề lĩnh vực đào tạo Cái bộ câu hỏi cho đào tạo ví dụ đào tạo qua zoom đào tạo qua gì đó là đều tôi thiết kế rất công phu à, rất là nghề của mình mà nên tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị là với anh chị là là chúng ta đang làm nghề huấn luyện viên tôi là coach mà coach là nghề đặt câu hỏi à, lát tôi sẽ nói rõ tôi đã từng chia sẻ cái này trong cái buổi mini training cách đây là hai tháng trong buổi mini tôi chia tôi định nghĩa rất rõ trainer là gì nhà đào tạo là gì coach huấn luyện viên là gì mentor là người cầm tay chiến việc là gì có định nghĩa rất rõ Speaker là gì rất là rõ ràng Mà nghề của chúng ta Nghề quân liên là cốt Mà cốt là chủ yếu là câu hỏi Chứ không nêu giải pháp Đó, thấy không? Rồi. À, Như vậy thì đặt câu hỏi Nó giúp cho người ta tạo niềm tin Giữa các thành viên trong nhóm Mình đặt câu hỏi hay á Giữa mình với khách hàng tự nhiên đang xa lạ Tự nhiên gần đi cho nên có một câu hỏi rất là hay, ví dụ câu hỏi khởi động, hỏi thăm sức khỏe rồi anh có thích này không tức là tìm những điểm chung gì đó đại khái nó có rất nhiều mà đêm nay chúng ta không có nhiều thời giờ ta hỏi với câu hỏi nó không liên quan gì cả giống như cái buổi gặp mặt tiên đây chỉ là buổi buổi xây dựng mối quan hệ thôi để biết lẫn nhau thôi không hề nói vấn đề gì về cái giải pháp sức khỏe hay là dinh dưỡng gì hết chỉ tìm hiểu coi người này có quan tâm sức khỏe hay không người này có nỗi đau gì người này đang muốn mong muốn điều gì người này đang khát khao điều gì phải có bộ câu hỏi nha một <laughs> câu hỏi gọi là câu hỏi đúng. À, cho nên từ đây trở đi, à, tất cả chúng ta nên quan tâm vấn đề đặt câu hỏi khi mình đi trao quà, mà phải chuẩn bị trước. Kia. tại khi mình hẹn một người đó, thì mình đã biết sơ bộ về thông tin người đó rồi. Vì vậy thì ta phải suy nghĩ những bộ câu hỏi nào để ta muốn biết cái gì, mục đích mình muốn biết cái gì, muốn biết coi người này có quan tâm sức khỏe hay không, muốn biết coi người này đang quan tâm đến điều gì trong cuộc sống thì nó cũng có cái bộ đó. à cái này tôi thấy à, bên Talking Point tôi thấy cũng có một câu hỏi đó đấy cầm tay chỉ việc đó. À, cũng đúng rồi đó ở nước ngoài thì họ làm như vậy đấy rồi bây giờ chúng ta đi xong chút xíu nữa à, trước khi đi qua phần này thì tôi muốn hỏi lại hồi nãy giờ quý anh chị nào đã hiểu cái điều tôi nói thì xin comment vào là yes đi ạ hiểu những điều tôi nói từ đầu giờ tới bây giờ đó hiểu về cái vấn đề mà định nghĩa về mà kêu gọi là 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 à, cái đặt câu hỏi đó câu hỏi đúng rồi rất cảm ơn quý chị ha. Rồi, rồi cái gì tương tác đi ạ. À. À, đôi khi á, là tôi diễn đạt nó cũng không được tốt. Tại thú thật nha. Hồi trước là tiếng Việt tôi không biết rành đâu. <laughs> Có thời tôi đâu biết tiếng Việt. À, tôi học tiếng Việt giỏi là nhờ năm 1972 tôi đứng thuyết trình suốt. Thuyết trình cả hai năm trời. Thuyết trình cô giáo cho thuyết trình không. Học ngữ văn mà thuyết trình suốt. Thì mình giỏi tiếng Việt luôn. <laughs> À, khi mà tôi học thạc sĩ cái cái cô kia là thạc sĩ toán bên đọc sư phạm ấy mà vô duyên quá viết sai chính tả bị đi học thạc sĩ <cười> tôi cười cười bù trừ thôi à, tôi tôi viết cái bài là lượng mắt thạc sĩ tôi nhưng mà sai chính tả đây tôi đâu rành tiếng việt đâu đây những bậc hiền minh á người ta không có đưa ra câu câu trả lời đúng mà ta đưa ra câu hỏi đúng à quý chị nhớ này nha những người mà thành công nổi tiếng thế giới á, người ta không có nêu câu trả lời đúng mà ta đặt câu hỏi đúng à ai đặt câu hỏi là để làm lãnh đạo ai quan tâm trả lời làm công à nó cho cho dễ hiểu gì cho nên là chúng ta hãy xem trọng một cái câu hỏi đúng hơn là một câu trả lời đúng vì câu hỏi đúng giúp cho người ta phát triển giúp mình hiểu đối tác nhiều hơn hai bên cối hợp được hơn chứ không phải câu trả lời vì trả lời đôi khi nó tự hiểu nếu câu hỏi đúng thì kích thích tư duy người ta người ta tự tìm hiểu luôn cho nên nó có nói câu này à học vấn là gì chúng ta nghe đã học vấn phải không đúng rồi học vấn đúng nghĩa là học vấn là học thông qua vấn đáp học thông qua câu hỏi à trên đối với con cái chúng ta đó chúng ta nên đặt câu hỏi chúng ta đặt câu hỏi mà nó trả lời được đó, là ta hiểu nó có hiểu không ta hiểu cái trình độ con mình học tới đâu nó có hiểu bài hay không là qua bộ câu hỏi của mình chứ không phải là mình biểu trả lời như là như gọi là gì ta gọi là học thuộc lòng á bằng câu hỏi thôi đúng không cứ hỏi đi mình sẽ trở nhà thành thông thái nha à ta chốt ở nước ngoài nói vậy cứ hỏi đi mình sẽ trở thành nhà thông thái cho nên nhiều khi á hỏi riết là bực trẻ con nó hỏi gì á cô ơi tại sao con cá bơi dưới nước À, giáo viên ti học nói tôi vậy đó Tại sao nó không đi trên bờ Nơi với dưới nước Tại sao Tại sao Và tại sao Trẻ con nó hỏi cái đó, đó? Ồ, Đứa nào mà nó hỏi câu đó Đứa đó thông minh lắm đó Vì nó hỏi cái đó Là nó phát triển trí tuệ Còn đứa nào không hỏi gì đó, Im ru và ru Khó phát triển trí tuệ lắm Cho nên nó hỏi Là nó sẽ học Gọi là học thông qua vấn đáp mà Hỏi Học thông qua câu hỏi Đó là cách tốt nhất cho nên nếu tham dự đào tạo những cái căn bản một căn bản 2 thì cái người trainer đào tạo phải làm cách nào đó mà có những bộ câu hỏi để mọi người cùng phải giải đáp, tự giải đáp thì đó là cách đào tạo hay nhất. Rồi. Cho nên ta có thể kết luận một cái này. Chất lượng cuộc sống của chúng ta được xác định bởi chất lượng những câu hỏi. Đấy, người ta khác định thế giới luôn. Tôi lặp lại. Chất lượng cuộc sống của chúng ta đó được xác định bởi chất lượng những câu hỏi hàng ngày chúng ta đều hỏi con cái hỏi cha mẹ cha mẹ hỏi con cái uh, giám đốc hỏi cấp dưới cấp dưới hỏi giám đốc trong đội nhóm chúng ta chúng ta đi trao quà chúng ta hỏi khách hàng khách hàng hỏi chúng ta tất cả đều làm cuộc đối thoại hỏi cho nên câu hỏi nó chiếm hầu hết trong cuộc sống của chúng ta vì đi giao tiếp là phải hỏi là phải nói chứ không ai chỉ nói vì đi giao tiếp là đối thoại rồi rồi À. Cho nên có nhiều khi có người nói gì nè. Ôi anh hỏi tôi làm chi? Anh trả lời luôn cho rồi. À bực. Anh hỏi đi anh hỏi nào tôi ăn cái gì tôi trả lời luôn cho rồi đi. Sao tôi bế phì trả lời luôn cho rồi, hỏi hỏi. À nhưng không phải vậy. à À cho nên là chúng ta biết trên thế giới nó có rất nhiều nghề nghề cốt nó mới phát triển khoảng chuyện 50 năm trở lại đặc biệt cốt về bơi lội nè cốt bóng chuyền nè cốt bóng bàn à, tôi cũng chơi bóng bàn cũng có cốt gọi là huấn luyện viên á và đặc biệt trong khoảng năm mười năm bảy năm trở lại đây nó bắt đầu nghề cốt mới là heo cốt tức là nghề quấn luyện viên sức khỏe đây. cho nên á quý à, anh chị biết không à, William á cái cô mà da đen mà 10 năm liền mà vô địch uh, tennis á có đoạt giải mà vô địch cái làm triệu đô cái huấn luyện viên của cô ta đó là chính là Tony Robbins đó chỉ đặt câu hỏi thôi tôi tôi đi có một bộ là bốn năm câu hỏi mỗi lần gặp cổ đặt chừng bốn câu hỏi thôi giúp cho cổ duy trì 10 năm liền là vô địch không ai qua được hết à chứ không huấn luyện vậy thế <laughs> cái ông huấn luyện viên thì chỉ đặt câu hỏi thôi nha đặt câu hỏi quá hay đi cổ phát huy khả năng tiềm ẩn phát huy đúng khả năng sở trường của cổ ra sân ông chỉ cần nói hai câu thôi ông hỏi cổ thôi cô muốn gì trong trận này chẳng hạn em muốn thắng vậy thì hãy thiền điều đó đi hết đâu có nói gì hết em muốn là trong trận đấu này em muốn em là ai em muốn em là vô địch hãy thiền điều đó đi trời quân nhân viên nó hay ghê lắm chỉ đặt câu hỏi thôi vậy chúng ta là quân nhân sức khỏe chủ động chúng ta sẽ đặt câu hỏi gì ta đó là tôi muốn quý anh chị bắt đầu quan tâm ha rồi hỏi và đáp giúp cho trao đổi thông tin nói dài cuộc chuyện cái cuộc đối thoại nó sẽ chấm dứt nếu mà một trong hai bên không hỏi gì hết một bên cứ nói hoài bên kia nghe hoài hồi ngồi, ngồi cũng chán mà phải có sự đối thoại bên đây đặt câu hỏi bên kia trả lời ờ, vui vẻ đó và đây là kỹ năng áp dụng trong vấn đề giao tiếp trong vấn đề bán hàng và xây dựng mối quan hệ à, trong buổi trước cách đây khoảng chừng hai tuần hai tuần gì đó tôi đã chia sẻ rồi tất cả chúng ta đều bán hàng chúng ta bán hết đó. mà cái bán đầu tiên là bán thân đó À, trong bài xây dựng mối quan hệ trong cái bài xây dựng thương hiệu đó, tôi nói rồi cái bán đầu tiên là bán thân bán cái thương hiệu của mình đó. rồi bài đó tôi nói rất kỹ rồi ha rồi rồi à, chúng ta đang tiếp tục bàn cái đề vai trò của kỹ năng đặt câu hỏi đúng ở trong cuộc sống ta như vậy là chúng ta đặt câu hỏi là một trong những bí mật giúp ta thành công trong giao tiếp và nghề nghiệp của mình tôi nói lại nha từ đây tới đi chúng ta nên dành thời giờ nghiên cứu đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi cho con mình. Đặt câu hỏi cho cho người thân trong gia đình mình. Thí dụ, đứa con mình nó đi học xong về nó mặc buồn buồn. Hoặc là có người cha mở cái sổ bạ ra thấy điểm con thấp quá. Thì người cha sẽ làm sao? có nhiều người nổi giận lên tại sao tháo đây học tệ quá vậy à, người ta nói cái cách đó không hay bởi vì đứa con mình nó cũng muốn lắm hoặc là nó có vấn đề gì đó nên bộ câu hỏi hay để giúp đứa con mình nó, nó lớn lên điểm thấp là một thất bại nhưng mà một thất bại đó chỉ là một điểm nhỏ trong cái hành trình thành công suốt mấy mươi năm sau của nó không có gì quan trọng hết điểm chưa nói gì cả nhưng mà đôi khi cha mẹ mình kỳ vọng vào điểm chỉ nhìn vào điểm để nói con mình có siêng hay không siêng đó không đúng à cho nên là có một câu rất là quan trọng đặt câu hỏi đúng quan trọng hơn ngàn lần tìm câu trả lời đúng cho một câu hỏi sai à, tôi là, tôi lặp lại câu này đặt câu hỏi đúng quan trọng hơn một ngàn lần tìm câu trả lời đúng cho một câu hỏi sai. À. Nói vậy chúng ta sẽ thấy là nó đặt hỏi đúng nó quan trọng cỡ nào đúng không? Mình mà đặt một câu hỏi sai rồi á thì thất bại trong xây dựng mối quan hệ, không giúp cho người ta phấn khởi, vui vẻ, không giúp cho mình hiểu được đối tác mình muốn gì mà thực sự á quan trọng nhất là phải biết người ta muốn gì kìa. Người ta muốn một đường mình giải đúng chỗ ngứa mình nói nẻo tức là mình gãi không đúng chỗ ngứa là cái cuộc gặp mặt đó là thất bại và không đi tới đâu cả tôi cũng gặp thất bại những cái đó đó mình hơi nóng vội mình đặt một câu hỏi đó không đúng lúc đúng không à thì tự nhiên mình rút kinh nghiệm cuộc sống chúng ta là chồng chất những thất bại nhỏ nhỏ bình thường thôi rồi ha rồi ta tiếp tục thí dụ nha các chị coi những câu hỏi này có phù hợp không? Tôi không có ra đáp án. Tôi chỉ nêu những cái sơ đi tức là những tình huống mà trong ví dụ bạn gặp một bạn đó sao bạn mặc trang phục này xấu quá vậy? Bạn nghĩ cái người mà nữ này đồng nghiệp mình có thích không? À, tại sao điều này bạn không biết? À, mình nói xong trời ơi có này có gì mà cũng không biết mình có nên đặt câu hỏi này không ví dụ mình trình bày về vấn đề tim mạch đi mình nói không trời ơi tốt nghiệp đại học rồi mà cũng không biết này sao câu đó có đúng không hay là mình gọi mình nói con mình sao con ngu quá vậy sao con lười quá vậy câu hỏi này có phù hợp không à tại sao bằng ích kỷ quá vậy đó cũng là câu hỏi gì đúng không cũng là câu hỏi gì à câu hỏi này có phù hợp không à quý vị tự 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 trả là nha tôi đã nói là ra nha riêng nghề huấn luyện viên sức khỏe chủ động là nghề đặt câu hỏi ta đặt câu hỏi nó liên quan cái gì nó liên quan đến vấn đề mà giúp người ta hình thành thói quen ăn uống giúp người ta hình thành về cái tư duy là cái triết lý ăn uống chứ nó không chỉ về sức khỏe không đâu nó bao gồm rất nhiều thứ đó giống quân nhiên bơi lội vậy đó quân nhiên bóng bàn vậy anh kia quánh hỏng bốn năm quả cái anh quân nhiên đến nói nói cái gì không có đâu hỏi khác bạn có ổn không à chứ người ta người ta câu hỏi là khuyến khích khuyến khích người ta tích cực rồi tại sao bạn không kỷ luật bản thân mình gặp người tôi có gặp một cái trong tháng qua tôi gặp một anh một đồng nghiệp một doanh nhân anh này biết sản phẩm này lâu rồi 4 năm rồi anh nói tốt thiệt nhưng mà tôi không có theo được tại nghề của tôi là nghề đi nhậu hai ngày nhậu một lần tôi không theo được chẳng lẽ mình nói tại sao anh không ghi được bản thân nói câu đó thì hai người cũng không đi đến đến thoại và tôi đã thành công cuối cùng anh này tôi có những bộ câu hỏi <laughs> anh nói thôi đừng yêu cầu tôi kỷ lực bản thân đừng bắt ăn này ăn nọ ăn kia thôi không thì tôi có những bộ câu hỏi tôi đặt câu hỏi và cuối cùng anh ok anh chấp nhận à, cái đó là cái bộ câu hỏi mà mình phải phải nghiên cứu với anh chị nên các anh chị coi những câu hỏi này có phù hợp không Rồi Ở trong đội nhóm mình họp cái Tự nhiên có người đi trễ hoài à? Cái mình hỏi Bạn thường đi trễ Có phải anh chị chưa biết quản lý thời gian không Sau khi mình nói câu này Người ta có hài lòng không Người ta có vui không À À, hoặc là mình nói tại sao các anh chị không áp dụng giải pháp tôi đề nghị tôi đã nói rồi phải uống nước đúng đủ đều mà uống tại sao thiếu và bắt đầu chúng ta lên lớp đúng không chúng ta ra câu hỏi xong rồi chúng ta hãy khái đó những cái câu hỏi này bình thường lắm trong cuộc sống lắm mà những câu hỏi này dẫn đến điều gì có giúp mình xây dựng mối quan hệ hay không tôi nói lại một lần nữa riêng quân nghề quân nhân sức khỏe chủ động là nghề đặt câu hỏi đấy chứ không hề nêu giải pháp đâu đặt câu hỏi thông minh đúng là chúng ta sẽ thành công xây dựng mối quan hệ mà thành công mối quan hệ thì chúng ta mới dẫn đến cái chỗ Người ta sẽ tự thấy rằng Là đi theo giải pháp này là tốt Mặc dù chúng ta chưa đề nghị Chúng ta chỉ nêu câu hỏi thôi mà Nêu câu hỏi, nêu câu hỏi, nêu câu hỏi Thí dụ tôi mới nói với anh bạn À, anh nói bây giờ Anh không thể nào áp dụng theo Cái kỷ lực bản thân Tôi hỏi kỷ lực bản thân Khó đến như vậy sao Ờ à, Để mỗi ngày ráng uống Làm cho được 3 lít nước Khó lắm hay sao À, không khó Vì khó cái gì à tôi hay đi ăn bên ngoài vân vân vì anh này nó thôi bây giờ không theo tới đâu hay tới đó thì câu hỏi tôi kế tiếp là gì nếu một ngày nào đó anh phải vào bệnh viện thì anh lo lắng cho ai điều nào nhất vợ anh công việc anh còn ai điều hành không à, suy nghĩ liền đúng không nếu ở à, tôi hỏi nếu một ngày không xa anh đang béo phì anh đang tăng lên tôi thấy đó rồi một ngày không xa tôi đưa cho anh coi nếu bé phải dẫn đến gì đúng không rồi anh phải vào bệnh viện thì có phải là công việc của anh nó không ai lo không anh suy nghĩ à một ngày doanh thu ông lớn lắm đó, mà nếu ông nằm viện là sao à rồi chưa nữa anh vừa mất thu nhập mà vợ của anh đó phải tốn thời gian đi chăm sóc anh mất thêm chi phí bệnh viện nữa anh có muốn điều này không à bắt đầu bởi vì tôi nói rằng ai cũng lão quá hết xin lão bên tử là con đường chắc chắn tới bây giờ đây chưa có ai tìm ra được cái gì mà là trường sinh bất tử hết nhưng anh muốn lão quá lành mạnh anh muốn con đường lão quá nhanh hay là lão quá chậm là do anh phải thay đổi chẳng thà anh chấp nhận cái nỗi đau kỷ lục bản thân hơn là cái nỗi đau hối hận câu nói của jim Tinh đúng không anh suy nghĩ cuối cùng anh quyết định ờ à, nếu mình không làm như vậy thì mình sẽ đi bệnh viện mình sẽ tốn tiền công việc đình trệ và là mất thu nhập luôn cả công ty luôn bắt đầu anh thấy phải cái đó anh sẽ nói à cho tôi không có nói nha Tôi chỉ là câu hỏi thôi nha. Đã, đó là cái cách mà tôi đã dẫn dắt một người, à, à, một doanh nhân, họ đi nhậu tối ngày thôi. Tôi nói là đi nhậu ha, ok. Nếu tôi sắp đến tôi có chia sẻ một cái giải pháp mà anh đi nhậu, rồi anh giảm đi cái chuyện đó, anh có muốn nghe không? Anh nói ở, muốn nghe. Mặc dù anh đã sử dụng này bốn năm rồi đó, rồi anh bỏ. À, tôi nói với anh chị thấy là bộ câu hỏi nó quan trọng lắm với anh chị mình không có lên lớp ai hết mình không có đào tạo cho ai mình không có chỉ dẫn ai hết mình chỉ bằng bộ câu hỏi thôi để người ta suy nghĩ để người ta phát triển cho người ta người ta quyết định luôn người ta chọn lựa cái giải pháp có lợi cho họ chứ không phải mình chọn cho họ đâu rồi thí dụ anh chị xem câu hỏi này có phù hợp không sao bạn không nắm bắt cơ hội này mà nó trời cơ hội này hay quá cứ từ chối mà nói sao nắm bắt cơ hội này tại sao an phận quá vậy câu hỏi này phù hợp không anh chị à mình xem thử phù hợp không có đúng không? À, bạn mong muốn cái gì trong cuộc sống? ví dụ mình gặp một cái người đi làm công cao cao lương, mình hỏi thăm mình biết à bạn này cũng à, có băn khoăn về vấn đề tài chính, thì mình hỏi bạn muốn cái gì trong cuộc sống thì nó có cái bộ à nó có cái bộ đó lát đây tôi sẽ phần cuối tôi sẽ nói cái bộ gọi là bộ à, à, cái bộ đó để nó dẫn dắt người ta chọn lựa cái gì quan trọng nhất trong cuộc đời bạn có hài lòng trong công việc này không cái công việc hiện tại ta đang làm á bạn hài lòng không hài lòng về tài chính không có tự do về thời gian không bạn có thoải mái không mình hỏi mà để mình biết rằng họ thực sự trong tâm tư của họ đó họ có hài lòng cái công việc hiện tại không trước khi mà ta, ta đề xuất một cái gì mới thì ta phải hiểu là họ nỗi đau của họ là gì bạn có thử tìm cơ hội để cải thiện thu nhập chưa thí dụ họ nói thu nhập họ chưa cao thì họ đã tìm chưa mình sẽ hỏi thấp vậy mà chứ chưa mình chưa nói cách của mình á mình chỉ đặt vấn đề thôi nha đó một câu hỏi là vậy đó rồi bạn băn khoăn điều gì khi chưa nó mất cơ hội này nhiều khi họ thấy cái này ổn ok nhưng mà trong đầu họ họ có cái gì đó có cái gì đó họ suy nghĩ chết chà cái này chắc làm được đâu ha. Ờ, mình có kiến thức đâu đại khái họ chưa nói ra thì mình khơi gậy cho họ nói cái điều mà băn khoăn trong đầu không á tại sao họ chưa quyết định cái này cũng là có bộ câu hỏi luôn quý anh chị à. còn nữa à, bạn lo lắng điều gì hiện nay đó là những câu hỏi mà, mà là, là, gọi là đúng bạn lo lắng điều gì hiện nay câu hỏi này để làm gì Câu hỏi này là câu hỏi mở đúng không quý anh chị? Câu hỏi cho nên là Rồi bạn mong đợi gì từ công việc này? Thí dụ mình có giới thiệu một cái công việc này Thu nhập thụ động đi Thì bạn mong đợi điều gì? Đó là những bộ câu hỏi hết Bạn có quan tâm cải thiện sức khỏe hay không? Quý vị thì nghĩ thưa Có khi nào họ, nó họ không quan tâm không? Nhưng mà nếu quan tâm thì mình đi dẫn tiếp Vậy bạn đã làm gì để sức khỏe bạn tốt hơn? nó đi theo đi theo theo phải suy nghĩ nhưng đi theo đó rồi à, còn gì nữa không hay là bạn đấy bạn sai rồi bạn có muốn tôi hướng dẫn bạn không mà nói câu này người ta chịu không Ê, tôi nêu tổng ví dụ không nha à, ví dụ không à, điều gì khiến chị không cam kết thực hiện dinh dưỡng dinh dưỡng cân bằng mình nói nhìn như bằng ồ thấy hay hay quá nhưng mà nó thôi không làm không cam kết ăn gì mà có mấy món không gì mà không được cái này không được đâu không đi rồi cuộc đời sống có bao lâu đâu mà sao mà ép mình phải ăn như vậy đó có gì gặp người này chưa gặp cái dạng cái loại người này chưa tôi gặp hết rồi trong tháng qua tôi, tôi nỗ lực ngày nào cũng ba người hai ba người ngày nào người tôi gặp quá trời luôn và tôi cũng xây dựng giúp nhiều người tạo đăng ký tài khoản rồi dĩ nhiên cũng có nhiều người từ chối mà hầu hết là đã sử dụng sản phẩm rồi cho nên tôi thấy cái cái phong trào này nó bùng nổ lắm rồi hầu hết là đều dùng đó. rồi rồi tiếp tục ha Rồi. cho nên ta mới kết luận cái cái qua những ví dụ đó ta mới thấy thế này kỹ năng đặt hỏi là một trong yếu tố đem lại ấn tượng và thành công trong giao tiếp mà ai cũng giao tiếp mà nó phải muốn như sức khỏe chủ động với giao tiếp đâu cha mẹ giao tiếp con cái cha mẹ giao tiếp với phụ huynh thầy giao tiếp với trò trò với thầy giám đốc giao tiếp nhân viên chúng ta giao tiếp với đội nhóm chúng ta giao tiếp mỗi ngày chúng ta đối thoại thì công cụ giúp chúng ta thành công tạo sự sức thu hút đó chính là đặt câu hỏi đúng à quý vị nhớ này nha rồi đặt câu hỏi khi trò chuyện sẽ giúp cho người khác hiểu rõ về tính cách của họ và khả năng hiểu biết của mình nữa đúng không mình đặt câu hỏi hay quá mình đặt câu hỏi đúng mà Tôi nói là đặt hỏi đúng nó quan trọng hơn là trả lời đúng cho một câu hỏi sai Vừa đặt câu hỏi xong là biết tính cách anh này là nóng Là hay là chậm Anh này nhanh nhẹn Năng động hay là thủ động Anh này tư duy tiêu cực hay là tích cực Là do câu hỏi của mình hết Qua cách trả lời luôn Là mình phát hiện được cái tính cách của đối, đối tượng Để mình có chiến lược đối với người nếu ai anh quý chị biết DIC á thì đối với người tính cách mà đi á là mình đề xuất là mình chốt luôn là đăng ký tài khoản luôn tại chỗ luôn được nhưng mà đối với người mà CS á là người mà con số rồi em đi về tôi hỏi ý kiến vợ em đi về tôi suy nghĩ thêm thời gian nữa đó đó, là những người CS, CVS thì những người đó là chúng ta cần nhiều thời gian kết nối và thân thiết hơn nữa để chính họ đặt câu hỏi mình chứ không phải mình họ 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 hỏi họ nữa lúc đó họ sẽ hỏi à tôi thấy trình này cũng hay hay ấy. vậy mình làm sao nhé đó đó là lúc là chúng ta cần phải có bộ công cụ tiếp theo nữa minh họa trực quan nữa ra rồi rồi một vấn đề đặt ra là quý vị à hồi nãy tôi đề cập là câu hỏi đúng như vậy tức là có câu hỏi sai vậy thì cái câu hỏi đúng và câu hỏi sai nó khác cái chỗ nào như vậy câu hỏi đúng làm sao biết cái câu hỏi đúng câu hỏi đúng là loại câu hỏi mà khi mình cố gắng trả lời thì giúp cho mình nhận thức được thế giới tốt hơn mình giúp mình tự nhận thức tốt hơn bản thân mình đó. tại câu hỏi này có khi là mình tự hỏi mình mà chứ đâu phải hỏi ai đâu mình tự hỏi mình tại sao tôi làm việc tôi đang làm chẳng hạn vậy tại sao và tôi buông bỏ cái việc này Tại sao tôi phải buông bỏ việc kia mà tôi không buông, tôi không làm nữa? Những câu hỏi đó là mình tự hỏi mình. Mà khi mình trả lời được câu hỏi đó, tức là mình phát triển nhận thức về thế giới, hiểu rõ hơn cuộc sống và chúng ta nhận thức được bản thân mình, mình muốn mong đợi gì trong cuộc đời này? Mình trả lời câu hỏi mục đích cuộc sống này là gì? À, câu hỏi đúng đó. Rồi, thí dụ nha Tại sao anh chị làm công việc anh chị đang làm? Tại sao tôi làm công việc tôi đang làm? Tôi có thể tin tưởng anh chị được không? Còn nữa Mình mong đợi điều gì thì mình hỏi tiếp Cái giá phải trả đó Để đạt ước mơ đó là gì Trên đời này là được và mất đi chung chứ Muốn được thì phải mất Bây giờ muốn nói kiếm uh, Một năm một trăm triệu à, Cái bài này tôi có chia sẻ trong bài uh, thiết lập mục tiêu rồi Kiếm trong năm Hai ngàn Hai dụ hai uh, ba đi Là kiếm Hai uh, trăm triệu thì lấy thời gian chia ra mới thấy rằng Trời ơi, vợ đâu kiếm Coi phim mất cha đó Ngày mất giờ Chơi game mất giờ Rồi đi tàu lao ngồi quán cà phê hết Rồi còn giờ đâu đi làm nữa Vậy chắc chắn cái đó không làm được Vậy thì cái giá phải trả được là gì Phải hy sinh đi những cái việc Không cần thiết Đúng không nè à? Còn phải hy sinh gì nữa Còn phải dành thời gian đi học tập nữa Trên đời này đâu có gì mà không học mà làm được đâu vì cái giá phải trả lì Phải dành thời gian cho những việc quan trọng Chẳng hạn là phải hy sinh Không đi chơi Xem phim bỏ đi Tạm thời từ bỏ Những cái thói quen Những cái sở thích Ở trong cuộc đời này Không phải luôn luôn làm gì mình thích Người ta nói phải không Muốn thành công phải làm gì mình, mình thích phải không Không đúng Làm kinh tế là làm việc gì cần Chứ không phải mình thích Tôi thích xem phim nhưng mà muốn có tiền dẹp bỏ phim đi tôi không thích đi học học đây nọ nhưng mà anh muốn có tiền không đi học có nghĩa là anh phải chấp nhận làm những điều kỳ cục làm những điều anh không thích nhưng mà tại vì đó là anh làm kinh tế anh kiếm tiền anh phải chấp nhận đúng không rồi rồi còn câu hỏi sai là sao khi chúng ta trả lời câu hỏi sai thì làm cho con người mình nó nó ví dụ chúng ta đặt câu hỏi sai đó Thấy không? mình đặt câu hỏi sai thì làm cho tinh thần mình nó xuống Mình tiêu cực mình ghen tị người ta mình làm cho mình không có bình tĩnh vô cái câu hỏi sai nó dẫn đến sự bế tắc thí dụ gì đi tại sao mình toàn gặp chuyện không may cái này người ta làm được nhưng mình không làm được có người nói câu đó mà à cái này hay đó nhưng mà tôi làm được người ta được nhưng mà tôi làm được tôi không thể nào kỷ luật bản thân được tôi không thể nào sáng mới uống nước ngày uống tới ba lít nước không tôi không thể làm được Để không vân vân quý chị hiểu nè coi cái này làm được đâu bỏ thôi những cái câu hỏi những cái câu hỏi đó đó hoặc là chúng ta chúng ta đặt câu hỏi cho đối tác mà sai thì làm cho đối tác nó không có lên tinh thần đội nhóm mình đó, Ví dụ đội nhóm mình đi uh, Anh ta mới học cho Leo làm chừng 2-3 tháng Hồi xưa tôi có làm bảo hiểm điện thoại đó Học có 6 ngày à. Biểu ngày thứ bảy nộp hợp đồng điền thiệt Tôi nghĩ ở đó mấy ông là lãnh đạo Mấy ông uh, push tôi gọi là thúc 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 người ta Học 6 ngày Cái gì cũng không biết hết Sản phẩm cũng không rành Kỹ năng uh, trao, trao quà cũng có Kỹ năng giao tiếp không có Chốt xe không có Biểu ngày thứ bảy nộp hợp đồng Điền <laughs> quá điên luôn cho nên là cho nên là câu chuyện vấn đề sức khỏe chủ động mình cũng vậy ví dụ giai đoạn đầu mình không có hiểu về dinh dưỡng và kiến thức về chăm sóc sức khỏe chủ động vấn đề dinh dưỡng cân bằng vấn đề bữa ăn lành mạnh thì chúng ta phải tìm hiểu sâu hơn nữa một thời gian nữa chúng ta làm chủ thì chúng ta mới có những câu hỏi nó đúng ha à, rồi một ít lợi vì đặt câu hỏi nữa tại đặt câu hỏi phải có mục đích chứ không thí dụ đây là khách hàng lạnh một người bạn mới quen ở trên uh, facebook thôi chúng ta gặp người ta chúng đặt đặt câu hỏi gì chúng ta phải có mục đích như vậy thì mình đặt câu hỏi phải dựa vào cái mục đích sơ xây dựng mối quan hệ đặt câu hỏi khác chia sẻ một cái uh, uh, tìm hiểu cái nỗi đau chia sẻ người ta một cái giải pháp người ta quan tâm một cái giải pháp về giảm cân đi thì đặt câu hỏi khác đã không nên câu hỏi đã phù hợp cho cái mục đích nha rồi bây giờ ta mới chia ra cái câu hỏi này có hai loại câu hỏi một câu hỏi gọi là câu hỏi đóng close the question là dạng câu hỏi trực tiếp đi thẳng vấn đề luôn để xác định là đúng hay sai thôi là có chuyện này có xảy ra hay không ví dụ có hoặc không đã không hoặc là một cái câu ngắn ngắn gì đó ta gọi là câu hỏi đóng thì cái cái câu hỏi giảng hỏi này sử dụng trong trường hợp nào là để kết thúc vấn đề nào đó. Thí dụ chúng ta kiểm tra coi anh này có hay không. Thí dụ chúng ta hỏi gì? Cuối cùng, ủa anh có hiểu vấn đề tôi nói không? Mình theo họ hỏi mình tết anh đã bắt đầu anh chịu mình cân thử đúng không? Hỏi ủa anh có tập thể dục không? Chỉ cần trả lời có hay không thôi. Còn không nói trả lời như thế là, là tập như thế nào, hỏi có hay không. Rồi à, anh có dùng thức ăn chế biến sẵn không thức ăn nhanh không à trong cái bộ câu hỏi mà chúng ta cần đó để chúng ta phân tích chỉ số đó, thì chúng ta hỏi câu đó à, anh chưa có đọc sách không Đến chi vậy mình hỏi coi người này có tinh thần học hỏi hay không ủa bạn có thức khuya hay không những câu hỏi này là những câu hỏi đóng để chúng ta nắm bắt vấn đề người đó thôi kiểm tra cái uh, uh, có làm việc đó hay không có thích hay không thôi. rồi cái nó nó đơn giản rồi. còn câu hỏi mở, uh, open question, question, hỏi mở làm gì? tại vì chúng ta chưa muốn biết sâu về người này, về cái uh, cái uh, cái xu hướng, cái mục tiêu cuộc sống, cái mục đích sống của anh này, uh, cái sự cho đi của anh này và cái sự uh, tinh thần trách nhiệm của anh này đối với gia đình. Uh, anh có trách nhiệm gia đình không? anh có tinh thần trách nhiệm đối với bản thân anh hay không? hay là bê tha anh coi sức khỏe anh chẳng ra gì hết anh đi nhậu tối ngày anh không có quan tâm đến gia đình thì anh có không tức là nhất à, có rất nhiều thứ phải đặt câu hỏi mở thì chúng ta mới biết cái cái cảm xúc cái 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 kiến thức của người đó và cái quan điểm sống của người đó như thế nào à, và như vậy thì chúng ta cái đó là để tìm hiểu thêm thông tin đúng không à, dạng câu hỏi này thì nó câu trả lời nó không có sẵn tùy thuộc cái người đó mà nó cũng tùy thuộc vào cái mối quan hệ của mình với người đó nữa thân hay không thân nữa nếu mà thân đặt câu hỏi khác mà nếu chưa thân thì đặt câu hỏi khác à, quý anh chị à, nhưng mà chúng ta sử dụng nhiều nhất là câu hỏi mở à, lát nữa tôi chốt lại chỉ có hai vấn đề đó chính là tại sao và như thế nào như vậy mục đích câu hỏi mở nó nhằm gì để biết ý kiến riêng của người được mình muốn biết ý kiến riêng của người đó mình muốn đào sâu thêm để coi cái anh này đó là mấy lâu nay là anh đã sử dụng chưa à tôi giờ rồi tôi hỏi hỏi phát hiện ra ta sử dụng rồi phải không rồi có những vấn đề mình biết là anh này sử dụng rồi nhưng mà tại sao anh này bỏ ảnh đã có tài khoản chưa à thì thì cái đó là những cái câu hỏi để mình mình muốn biết thêm thì phải dùng câu hỏi mở đúng không rồi rồi mà câu hỏi mở thường thường bắt đầu là chúng ta biết là tiếng anh nó có 5 w á không nhưng mà chúng ta nên tập trung những cái W sau đây Why Tại sao Quan trọng nhất How Bạn làm điều đó như thế nào à, Tại sao bạn muốn giảm cân Bạn đã giảm cân như thế nào Trong thời gian qua không à, Thì thì hai cái đó thường đi đôi à, ta, à, Trong đêm nay không có nhiều thời gian thì tôi chốt lại một số ý gần liên quan cái đó thôi <laughs> ha rồi rồi <laughs> thí dụ cái câu hỏi mở là câu hỏi không có trả lời cố định nó kích thích suy nghĩ của người đó nó mở ra một sự trao đổi rất là thân thiện đúng không đừng có hỏi mà bắt ví người ta hỏi sao mà ta thoải mái à, ờ ta kể ờ à, tôi thích ăn vậy đó à, cho nên là tôi ăn à, tự do quá cho nên lúc này hơi bé phì à, nhưng mà không biết phải làm sao đây đó không vân vân mình mới biết à cái ông này có, 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 cũng mong đợi muốn cải thiện sức khỏe đấy nhưng mà ông ta chưa từng không ông đã chưa từng áp dụng cái cách nào cả thì qua bộ câu hỏi mở chúng ta phát hiện được đó ha rồi thí dụ nó có loại câu hỏi đào sâu không à, mình hỏi ví dụ cái việc này có ý nghĩa với với bạn không cái việc mà cái việc mà giảm cân này nó có có ý nghĩa không ai à, tại sao bạn thấy vấn đề này là quan trọng à nó có nhưng nó rất là muôn rất nhiều nha tôi đây chỉ là câu hỏi nghĩ thôi bạn có thể diễn đạt cách khác không tôi anh bạn diễn đạt tôi không có hiểu bạn có thể diễn đạt cách khác thì dễ hiểu không hay là bạn có thể cho tôi một ví dụ được hay không à theo bạn cái nào là quan trọng nhất kiếm tiền và sức khỏe cái nào là quan trọng nhất để mình coi để mình hỏi mình hỏi mình có cái quan điểm mà à, à hoặc là người này mình thấy đang làm yoga rồi mình đang làm yoga mà hay là uh, gym cái gì đó? mình hỏi, ủa à, bà, tại sao bạn làm lĩnh vực trong sức sức khỏe vậy mình hỏi à rồi uh, vân vân à, đây là những bộ câu hỏi tôi gửi à gửi à, đây không có đúng không sai nha quý anh chị à, đây là câu hỏi gửi ý thôi à, các anh chị làm đâu nên sẽ có những bộ câu hỏi hay hơn phù hợp cái hoàn cảnh thực tế hơn quằng à, phù hợp với cái mối quan hệ mình với người đó là thân hay không thân là người thân trong gia đình hay là người lạ hay là đồng nghiệp vân vân nó đều có một câu hỏi nó phù hợp riêng đó rồi là câu hỏi giả định ai à thí dụ có một người họ 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 không biết rằng à họ một à, anh này anh hỏi tôi thế này thế nếu mà nếu mà đi theo một cái lộ trình một cái chương trình như vậy đó thì à, một tháng giảm được bao nhiêu cân một tháng giảm được bao nhiêu ký một năm giảm được bao nhiêu kiểm chứng không à có cái gì không rồi à, quý vị hiểu nè à? cái đó câu hỏi giả định à, mình không không có cam kết cái gì mà quá chi tiết vì cái đó phụ thuộc vào ta có cam kết thực hiện đúng hay không À, cho nên mình nói một cái con số thì nó nó tương đối nhưng mà nó không phải là chính xác nha vì cái đó là không đúng tại cái còn tùy thuộc anh ta mà anh của của, của, của ta mà có làm đúng hay không có người kia không không chịu không chịu làm như vậy rồi ha rồi rồi câu hỏi uh, thí dụ nha điều vậy xảy ra nếu các bạn tiếp tục ăn uống khoái khẩu như hiện nay anh nói, tôi ăn là tôi ăn cái khoái thôi chứ cuộc đời sống có bao nhiêu mà biểu uh, kia cái này kia cái nọ à đúng không thì mình hỏi là nếu mà tiếp tục ăn thái khẩu như thế này thì sao à vâng vâng bạn đồng ý hay phản đối nếu tôi muốn chia sẻ bằng giải pháp về tài chính đi chẳng hạn đi anh này là người làm công ăn lương anh nói anh thực sự là anh đang cần có một cái thu nhập mới nhưng mà anh cái, cái vùng an toàn á anh chưa dám bước qua khỏi vùng an toàn anh sợ anh sợ nhiều cái sợ lắm nhiều cái sợ lắm thì chúng ta phải có những bộ câu hỏi nào kích thích cho anh nói ra cái điều anh băn khoăn Đấy không? rồi à, đây là những cái câu hỏi tôi gợi ý thôi à, liên quan đến câu hỏi giả định đúng không liệu rằng điều đó nó có xảy ra đại đái vậy đó mình đặt vấn đề vậy đó rồi à, dự đoán cái hậu quả nó dự đoán cái chuyện nó sẽ xảy ra thì gọi là câu hỏi giả định À, chúng ta trong trào hòa đó, chúng ta nên à, nghiên cứu à, cải thiện câu hỏi đúng để áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau đúng không rồi rồi có một loại câu hỏi mở để xác định nguồn thông tin thí dụ anh nói thế này ôi tôi áp dụng rồi tôi đó mà không có không có thành công thì mình mới hỏi đâu á à, 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 anh đã sử dụng phương pháp giảm cân nào ở trên mạng nó nhiều lắm, nó nhiều thứ lắm anh nó kể, kể kể ra đúng không? rồi anh cứ nghĩ đó đúng không? anh là người trải nghiệm anh phải biết đúng hay sai, rồi rồi anh mới nêu cái quan điểm anh Ừ cái này dở lắm cái này không có tốt, anh mình hỏi cái này ý của anh, riêng anh hay là anh hay là anh lấy cái ý của ai trên mạng hay là cái ý của người khác để khẳng định là cái này gọi là để mình xác định được cái anh này có hiểu đúng sự thật hay không? ai à, quý vị chị hiểu không à? đây là bộ gọi xác định nguồn thông tin rồi tiếp tục rồi bây giờ các anh chị hãy làm bài tập cho tôi một phút Anh chị hãy nêu cho tôi cái câu hỏi Nếu mà có một người đã nói câu này Mà các anh chị đã gặp Tôi đã dùng xong phẩm này rồi nhưng không hiệu quả Thì các anh chị sẽ đặt câu hỏi gì Rồi Đi đầu sâu quá Đúng rồi rất cảm ơn quý anh chị rồi, Tôi thấy mọi người đều có post lên rồi Rất là theo dõi Đó như vậy thì tôi đã nêu mới có trường hợp này thôi. Nó còn nhiều trường hợp lắm đây là một khách hàng mà tôi gặp ơi tôi dùng sản phẩm rồi à, anh ơi em thấy nó không hiệu quả anh ơi à thôi anh đừng có nói nữa em thấy thằng này em biết nó lâu rồi bốn năm năm rồi đã chẳng hạn gì đó người ta sẽ nói những câu đó đó mà các anh chị sẽ gặp trường hợp đó vì phải có bộ câu hỏi các anh chị phải chuẩn bị những cái tình huống mà chúng ta có những bộ câu hỏi chúng ta không phải để chứng minh rằng mình biết hơn người ta mà chúng ta trở thành một người bạn để chúng ta đồng hành giúp đặt trong câu hỏi hay để họ giúp họ tự ra đáp án cho ông hai mình nha đó là đỉnh cao của trao quà chúng ta không có trả lời dùm cho họ đâu nhưng mà bằng những câu hỏi mà không có thách thức mà rất là thân tình giúp đỡ họ thì họ sẽ nói sự thật là à, anh ấy dùng sản phẩm này nhưng mà không hiệu quả thì cái từ hiệu quả đây là sao anh à, hiệu quả là như thế nào anh dùng sản phẩm gì Lúc đó anh mong cái gì mà anh dùng cái gì Anh mong cái này mà anh dùng cái kia chết màu luôn à. Đúng không anh lại anh, anh 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 mong cái gì mà ấy khớp mà tự nhiên anh dùng cái khác chất quát nhau không có liên quan gì hết mình phải có những cái bộ câu hỏi mà tự nhiên mình phát hiện được là nó có một cái gì đó nó chưa đúng nhưng mà chúng ta đừng có chứng minh là mình giỏi hơn người ta nha à, nó càng nói mà càng chứng minh người ta là thất bại lớn luôn á rồi bây giờ ba bước để đặt cơ bản đặt câu hỏi đúng nha thứ nhất mình đi gặp người ta phải lên kế hoạch chứ không à, mình lên kế hoạch đúng không trước một vấn đề mình biết mình gặp ai rồi mình phải chuẩn bị hàng chục câu hỏi luôn đây là nữ hay nam khoảng bao nhiêu tuổi đúng không rồi thật sự là gì nếu mình không chuẩn bị một câu hỏi đôi khi mình nói xong ta không hỏi mình như trơn đúng rồi mình nói xong người ta phải hỏi mình nữa đúng chứ nhưng mà có khi người ta không nói gì hết ta im ru mà rù à Mà có khi là người ta phản đối đó mình phải lên kế hoạch nha tại sao lên kế hoạch để mình tránh mình hỏi quá nhiều mình hỏi lan man à, rồi nhiều khi mình không biết hỏi gì nữa À, nói chung nhiều khi cả nửa tiếng nhiều khi nửa tiếng đầu là để giao lưu, tiếp xúc riêng thì phải có chuẩn bị câu hỏi đó nữa. Nói chung là phải lên kế hoạch, không phải là tùy hứng đâu, đúng không? Làm kinh doanh là không thể tùy hứng được. Rồi, bước hai là gì? Rồi, à, nhiều khi mình nói xong mình không có bộ câu hỏi đó nha. Mình nói lặp đi lặp lại trùng nhau. Đúng không? Rồi. Mà mình đặt câu hỏi để mình đưa ra vấn đề mới có tính sáng tạo mình khai thác thông tin đúng hướng, à, mình như cái anh chị có nêu lên đó, tùy theo, à, mình phải trở thành một người bạn thân thiết chứ không phải là một người đang dạy bảo cho người ta, mình tránh vấn đề đi trao quà để chứng minh rằng biết biết hơn ta, tránh cái vấn đề đó, hoặc là mình nói quá nhiều, mình thuyết trình quá nhiều, thay vì mình thuyết trình thì mình đặt câu hỏi, à dĩ nhiên là trong mỗi hoàn cảnh thì câu hỏi phải khác nhau rồi chứ không phải giống nhau được ra rồi bước ba không quan trọng lắm giao tiếp là phải lắng nghe và chia sẻ lắng nghe là lắng nghe không phải để phản hồi nghe xong rồi trả lời không phải lắng nghe để thiệt sự ông này ông muốn nói cái này là nói cái gì ông nói cái điều này ra để chứng minh cái điều gì ông nói ra là đúng không hay là nói để cho chơi thôi nói để mà đại khái là không thích nói vậy từ đó ta đưa ra câu hỏi đúng chính xác tại mà ta nghe ta nghe tích cực ta nghe thấu đáo để thấu cảm thấu hiểu họ thì ta sẽ đưa ra câu hỏi đúng chúng ta có bộ câu hỏi rồi vấn đề ta đặt câu hỏi đầu trước câu hỏi sau ta phải biết đó phải không nên ta phải chân thành lắng nghe nha à, chân thành lắng nghe rồi để coi coi cái thằng thực sự ông này ông lo gì Ông băn khoăn cái gì Ông thích cái gì Ông mong đợi cái gì Ông không hài lòng cái gì Đó Mình phải hiểu điều đó nha Rồi Rồi cho nên là kỹ năng lắng nghe tích cực á, Thì nó có một số thủ thuật thế này Mình ngồi im ru và ru thì không được Lâu lâu nó Ồ hay quá ha Ồ tuyệt quá vậy Sao anh hay vậy Tức là những cái câu nói đệm Khuyến khích ta nói thêm nữa Người ta càng nói nhiều Thì mình càng hiểu người ta nhiều mà ta nói càng nhiều thì người ta mới nêu được cái cái băng khoăn của họ đúng không rồi cho nên là người ta nói có thể người ta nói điều đó không đúng nhưng mà ta đừng có phản bác ta tạm thời chấp nhận đi phải không mà để chứng minh là tôi rất là quan tâm tôi rất là nghiêm túc lắng nghe ý kiến của anh thì họ thích mình hơn tôi nói lại những cái giai đoạn xây dựng mối quan hệ làm sao cho ta thích mình trước cái đã người ta đã thích mình rồi thì nó mới nghe mình nói Người ta đã không thích mình Thì mình mở miệng ra Nó phản bác chữ liền Tôi giờ rồi có một người rất là tiêu cực luôn Rất là tiêu cực luôn đúng không, Nhưng mà trên mình không tiện nói Trên cộng đồng thế này Nhưng mà quá tiêu cực luôn Nhưng mà thôi mình cũng phê phán ta làm gì Phải không? Rồi Rồi Hồi nãy tới giờ quý anh chị nào đã hiểu Điều tôi chia sẻ Cái tầm quan trọng của vấn đề Mà nêu hỏi đúng thì các anh chị Tiếp tục nói yes cho tôi ạ à. bây giờ đoạn cuối chúng ta đoạn cuối ạ ta đoạn cuối chúng ta sẽ à, chúng ta sẽ chốt lại một số cái hữu thuật. nha rồi rồi rất cảm ơn quý vị đã tương tác tôi lặp lại một lần nữa đặt câu hỏi đúng quan trọng hơn một ngàn lần tìm câu trả lời đúng cho một câu hỏi sai à, tôi lặp lại cái này cho nên mình phải hoàn thiện đặt câu hỏi đúng nha nếu mình muốn thành công trong cuộc sống thì chúng ta phải hoàn thiện kỹ năng này kỹ năng này không tự nhiên trên trời rơi xuống đâu quý anh chị ơi ngồi đó mà tự nhiên có đâu không có đâu rồi chúng ta bắt đầu nhé rồi rất cảm ơn quý anh chị tương tác rồi yếu tố then chốt trong đặt câu hỏi không phải là hỏi cái gì mà là ai là người hỏi <laughs> quan trọng lắm ta ngồi bị ru mà rù ta không hỏi gì hết ta để ta hỏi mình không đúng mình phải là người hỏi đúng không và người ta hỏi mình thì mình trả lời là cũng bằng câu hỏi luôn tôi nói lại một lần nữa đỉnh cao của trao quà là gì của nghề cốt là gì nghề quân luyện viên là gì đặt câu hỏi rồi và khi người ta hỏi mình lại thì mình trả lời cũng bằng câu hỏi à, đỉnh cao là vậy đó chứ không phải giải đáp ta hỏi mình cái mình thao thông tôi uh, mình giải thích trên trời đất xuống bãi để mình chứng minh rằng mình giỏi hơn ta mình biết hơn ta là chặt luôn đỉnh cao của nghề coach nghề huấn luyện là đặt câu hỏi và trả lời bằng câu hỏi đó được chưa rồi tiếp tục chúng ta tập trung vào hai loại câu hỏi chính mấy người khác không phải là không quan trọng nhưng mà hai cái càng câu hỏi này nó sẽ giúp cho mình giải quyết rất nhiều vấn đề thứ nhất là tại sao tại sao nó xác định được cái mục tiêu mong muốn cái mục đích cái niềm tin vào cuộc sống cái động cơ bên trong của mình cũng như là của họ cái lý do tại sao họ từ bỏ Hay là họ theo đuổi một cái công việc đang làm Hay là họ chấp nhận cái công việc Họ chấp nhận một cái Một ý tưởng mới Cái câu hỏi tại sao đây nè Mình sẽ hiểu được Rồi như thế nào Khi mà mình đã biết tại sao rồi Thì mình sẽ nói rằng Mình sẽ đạt được cái mục tiêu đó Bằng cách nào thì gọi là như thế nào Tại sao anh muốn giảm cân Tại sao anh đã thực hiện giảm cân như thế nào à, đúng không rồi ta bắt đầu nha và chúng ta đặt câu hỏi với ai ta Mà ở đâu rồi có mấy loại sau đây thứ nhất ta đặt câu hỏi cho chính mình ta tự tự đặt câu hỏi cho chính mình và ta giao tiếp và ta thuyết trình và ta bán hàng là ta đều đặt câu hỏi hết ở đâu à một mình cũng đặt câu hỏi trong lúc họp cũng đặt câu hỏi Trong lúc đi trao quà Ngồi trao đổi cũng đặt câu hỏi Rồi rồi Như vậy là câu hỏi tự đối thoại Tự tự vấn á của mình á Thì tôi, tôi tập trung vào hai việc Là một là nói với chính mình Cái này quan trọng lắm á Tại sao ta bỏ cuộc Tại sao ta nản lòng Thì ta phải trả lời những Ta phải đặt những câu hỏi sau đây như vậy thì cái câu hỏi này là nó giúp cho mình là xác định cái mục đích sống của mình về cái tầm nhìn mục tiêu của mình của bản thân mình cái động cơ bên trong khiến ta theo đuổi hoặc từ bỏ công việc hiện tại và đồng thời nó giúp cho mình định hướng cái con đường cái lộ trình mà mình hiện thực quá cái mục tiêu mà mình mong đợi thí dụ mình muốn mục đích sống mình là gì giúp đỡ nhiều người có sức khỏe qua đó chúng ta có cái thu nhập cụ thể nào đó vấn đề sẽ đặt ra là Ta làm cách nào để ta đạt được điều đó hào Hai cái này rất là quan trọng nha Rồi Đây là những câu hỏi tôi gợi ý quý anh chị Để mà câu hỏi tự định hướng cho mình Cho bản thân mình á à, Trong phần đào tạo Của đột phá thành công 1, 2, 3, 4 là Tôi đã chia sẻ cái này rồi Là làm có Là là gì Tôi là ai Who? tôi muốn trở thành ai cái đó quan trọng lắm tôi muốn trở thành chủ tịch trong năm năm nữa tôi muốn trở thành một người có một cuộc sống như mơ ước tôi muốn trở thành một người có khả năng giúp đỡ được nhiều người cái đó do mỗi người khác nhau đâu có giống nhau đâu tại sao tôi làm việc tôi đang làm câu này ngồi nói gì khi cả tháng trả lời chưa xong Tại sao tôi làm việc tôi đang làm hoặc là người ta hỏi 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 mình tại sao bạn làm cái việc bạn đang làm mình trả lời sao? Tại sao bạn muốn cái bạn muốn? Tại sao tôi muốn cái tôi muốn? Những câu hỏi này nhiều khi không có trả lời đâu. Nhiều khi mình, hầu hết mọi người không biết mình muốn gì. Đây chung chung lắm. Tôi muốn giàu chỉ có mình mới biết mình muốn muốn là cái gì thôi đa số mọi người không đạt được cái mục tiêu trong cuộc sống là tại không biết mình muốn gì cái gì tin đi tao tao thống kê rồi người ta chỉ làm theo thói quen thôi hỏi tại sao làm Tao thấy người ta làm tao làm theo tức là không có mục tiêu gì lớn thấy người ta làm tao làm theo thôi cho nên nó có câu hỏi là tại sao tôi chưa đạt được cái tôi mong muốn tôi tham gia này tôi mong muốn lên chủ tịch mà 10 năm rồi tôi không lên được là tại sao? Tự mình trả lời, Không ai trả lời được đâu, không ai biết được hết. Mà cũng cần người ta biết điều đó, mình phải tự biết mình để mình rút kinh nghiệm là tại sao tôi chưa đạt cái điều tôi mong muốn. Hoặc là tôi muốn kiếm 100 triệu, hay là tôi muốn kiếm bao nhiêu tiền đó, mà tại sao tôi không đạt được sau 2 năm rồi? Đúng không? Rồi, thí dụ, tôi muốn giảm cân, nói câu đó chết mồ luôn. Câu đó là hàm hồ, vì nó không cụ thể gì hết nếu mà tôi muốn giảm cân là chắc chắn sẽ không giảm cân được tại vì nó không có cụ thể là giảm bao nhiêu một ký hai ký ba ký năm ký mười ký mà trong bao lâu cho nên là hầu hết mọi người không biết mình muốn cái gì bởi vì muốn chung chung quá muốn không cụ thể không đo lường được không quy định thời gian thì cái muốn đó là vô ích người nào nói tôi muốn giàu là bảo đảm không giàu tại giàu là sao ngàn đô có giàu chưa? Năm ngàn đô, mười ngàn đô Mà khi nào đạt? Không nói Hỏi bạn muốn gì? À, tôi có hỏi một sinh viên Em muốn gì? Em muốn giàu Giàu thế nào? Càng nhiều càng tốt Vậy tôi nói tại chỗ liền Vậy em không bao giờ đạt được cái điều đó Em không bao giờ giàu được Em không bao giờ kiếm được Tại em nói càng nhiều càng tốt là bao nhiêu Bao nhiêu là càng nhiều càng tốt Cho nên là người ta tổng kết rồi Hầu hết mọi người không biết mình muốn gì cho nên cho nên 90% là người nghèo và chỉ có 10% người giàu. Tại những người giàu là những người biết mình muốn gì. Còn hết người nghèo không biết mình muốn gì. Rồi. Còn nữa. Trong quá trình mình hành nghề, mình làm nghề muốn sức chủ động, mình phải biết sở trường mình, thế mạnh của mình là gì. Tạo quá sinh ra mình đều có một tài năng hết, mình biết không? Mình biết tài mình chưa? À tôi đã chia sẻ rồi chúng ta là thiên tài có một thứ thôi mà thiên tài cái phần còn lại tại thường nhân mình chỉ có một cái là giỏi thôi còn đa số là mình không có giỏi đâu nhưng mà mình có biết cái đó chưa nếu mình biết mình sử dụng chưa đó là câu hỏi mình phải tự trả lời mình có được mọi người công nhận không mọi người có thích mình không bạn bè có thích không đối tác khách hàng có thích mình không mình phải trả lời câu hỏi nha đây là câu hỏi tự vấn rất là quan trọng tôi nói lại hai sai này tôi đang tập trung về bản thân mình nếu muốn thành công trong cuộc sống thì phải có những câu hỏi này và câu hỏi này không thể trả lời trong một ngày được đôi khi một tháng cũng chưa xong một năm chưa xong nữa tùy mỗi người ha rồi bây giờ chúng ta hoàn ca khác hồi nãy ta nói rồi cái thằng đặt câu hỏi là ứng dụng đâu thứ nhất là bản thân mình tôi đã chia sẻ xong bây giờ thứ hai là trong giao tiếp rồi, cái thằng này tôi đã nói nhiều lần rồi, rồi tổng thống sirinfor khi về hôm nói câu này rất là hay nếu được trở lại trường đại học một lần nữa, tôi muốn tập trung vào hai lĩnh vực học viết và thuyết trình, không có gì quan trọng hơn kỹ năng giao tiếp, hiệu quả, đúng không quý anh chị? Làm nghề nào cũng giao tiếp hết trơn, mà hai món này á, trường ít dạy lắm, các trường của Mỹ dạy nhiều, chứ Việt Nam ít dạy lắm, Việt Nam có dạy thuyết trình, à, mà học viết á, không phải là học viết chữ đâu nha học viết như thế nào đúng đó à chưa? rồi ở trong hai thằng này thuyết trình đó thì chúng ta có cái này nè ở trong thuyết trình chúng ta có cái thói quen tai hại là khi chúng ta đào tạo đội nhóm như thuyết trình ta nói liên tục ta truyền tải thông tin một chiều ta áp đặt kiến thức kết quả là người nghe sẽ rất là nhàm chán không tập trung không nhớ sau khi học xong rồi không nhớ kiến thức gì hết trơn thiếu tương tác thiếu hứng thú à, trong nghề dọc của tôi là này học kỹ lắm cho nên nghề học là phải có đặt câu hỏi bắt buộc luôn rồi đặt câu hỏi rồi kỹ năng trình bày tốt sẽ giúp tạo sức thu hút tốt bằng cách là mình khai thác cái kênh nhìn đó cho nên mình phải có minh họa mình có slide chứ mình ngồi nói thao thao bất tiệt nói cơ cơ hơi này tôi buồn ngủ lắm cái gì để ý đi trên thế giới này trong đào tạo các đội nhóm và đào tạo các nhìn nước ngoài có slide voi đó chứ không có được đâu bây giờ nói về tim mạch tự nhiên nó khơi khơi sao được phải có cái hình cái mạch máu là bị uh, máu nhiễm mỡ thế nào nó hẹp thế nào phải có cái hình trên tôi gọi là khai thác kênh nhìn trực quan quá cái là tiếng anh gọi là visual dùng hình ba hình ảnh nội dung đặc biệt thiết kế bộ câu hỏi quan trọng giống như hôm nay tôi trình bày quý vị rất nhiều câu hỏi đúng không à, về thời gian nhiều tôi cho có một cái để anh chị thực hành thôi Chứ có phải có nhiều hơn nữa Đúng không Rồi câu hỏi nội dung nè Bài tập vận dụng nè đó Như hồi nãy tôi có một bài tập vận dụng đó, Cái chị nêu cho tôi một cái trường hợp đó Thế đúng là tôi có tới 3, 3, bài bài tập rằng Mà tôi sợ không đủ giờ Giúp cho quý chị để mà vận dụng Để mà tập trung mà không mệt mỏi Xem kẻ câu hỏi đúng Rồi vui vẻ rồi kiểm tra Rồi nó có đại khái đó. Như hồi nãy tôi hỏi anh chị đó Cái gì có hiểu không Nếu hiểu thì yes Đó đó là một cách đó Đó là một cách đào tạo đó mình phải dừng lại mình hỏi coi người nghe có hiểu hay không mình đào tạo đội nhóm mà mình nói tao thao bất tiệt xong mà tao biết hay không mình phải hỏi người ta có hiểu hay không mình đặt những câu hỏi không vân đúng không à, đúng ra tôi có câu hỏi trách nghiệm đó nhưng mà hông, tôi thấy tối không có thời giờ tôi bỏ đi đó rồi rồi giao tiếp tốt thì nó giúp mình có mối quan hệ sâu sắc cái trị đúng không tăng thêm sức hấp dẫn cái này chị biết rồi cho nên giao tiếp tốt là phải có câu hỏi tốt rồi câu hỏi đúng chất lượng sẽ tạo được mối quan hệ chất lượng ở, ứng dụng trong cái uh, uh, trong vấn đề mà mà đặt câu hỏi á mà nếu mình đặt câu hỏi chất lượng thì sẽ tạo mối hệ chất lượng rồi rồi cái phần này chúng ta tiếp tục chúng ta tập trung vào cái gì nếu mình đi gặp khách hàng đó, bán hàng trao quà đó thì mình nên tập trung vào cái sự không hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm ví dụ ta nói ôi cái này chưa tốt đâu thì ta phải tìm hiểu nó cho kỹ bằng cách là ta đặt câu hỏi đúng thì ta sẽ phát hiện ra tại sao khách hàng không tiếp tục hay là chê bai hay là chưa muốn à bằng cách bằng câu hỏi nha rồi cái thứ hai cái nghề cốt của chúng ta đó nghề huấn luyện viên á là một cái nghề là giúp cho khách hàng khai mở tư duy sáng tạo khách hàng truyền cảm hứng đến người huấn luyện cho nên chúng ta phải giúp khách hàng sao Khai mở trí tuệ Họ tự hiểu bằng câu hỏi hay mà Người ta mới hiểu được Mình đặt câu hỏi xong họ mới phát hiện ra là họ không có Không có Kỷ lực bản thân Rồi họ ăn uống không có đúng ờ, Họ biết là béo phì nó có nguyên nhân Họ biết họ uống nước chứ đúng cách họ họ biết rằng họ ăn khoái khẩu chứ không có dinh dưỡng cân bằng vân vân thì qua những câu hỏi của mình đó, mà họ tự phát hiện cho phải mình nói đâu nha đó là nghề cốt đó rồi cho nên kỹ năng của cốt là gì giỏi đặt câu hỏi tôi nói lại nha kỹ năng của cốt nguyên nhiên là giỏi đặt câu hỏi giúp khách hàng hiểu và tự giải quyết vấn đề tôi nói lại khách hàng tự giải quyết vấn đề không phải cốt giải quyết vấn đề dùm cho khách hàng và chúng ta phải thân mật và có cách đối thoại một một và chúng ta cũng không đưa ra hướng dẫn và giải quyết vấn đề cho khách hàng chúng ta bắt đầu với mục tiêu khắc giọng ta phải đặt những câu hỏi ta hiểu là cái khát giọng của ông này ông muốn gì cái hoài bảo của ông này muốn gì mục tiêu của ông là gì ông muốn là ông muốn rằng ông sẽ giàu có nhưng mà ông có sức khỏe giàu có làm sao được ông muốn có rất kiếm nhiều tiền nhưng mà kiếm nhiều tiền xong không có sức khỏe thì cái sự nghiệp rất tiêu tan thì chúng ta phải dẫn dắt như vậy đó Rồi chúng ta phải đồng hành với khách hàng về mục tiêu của khách hàng Đồng hành nha Tôi gọi là đồng hành Một người họ tin cậy mình rồi Họ đồng hành với mình rồi Mình phải theo dõi giúp đỡ họ Chứ không phải là họ tham gia mình xong mình bỏ bê họ Mình đi nào mình không biết Đúng không? Có là vậy đó Cho nên ở nước ngoài có được trả trả trả, trả thù lao cao lắm Rồi Chúng ta tập trung vào kết quả Đúng không? Cái này ai cũng biết hết rồi Tôi lướt nhanh nha Tại vì mọi người làm một năm hai năm rồi Cân gì đó đủ hết rồi chúng ta ha rồi rồi sai lầm thường gặp khi bán hàng trao quà là gì với anh chị khi mình đi mình mình đi gặp bán hàng trao quà sai lầm mình là gì thường thường á anh chị thường thường với chị đi gặp khách hàng cái chị nói cái gì đúng không mình thuyết trình mà nói cái này hay cái kia hay ăn cái này uống cái nọ vậy thì mình thay cái đó bằng đặt câu hỏi rồi tôi chốt lại nha vậy thì đi uh, uh, đúng rồi anh chị nói đúng mà nói quá nhiều luôn nói về sản phẩm tốt xấu người ta đâu quan tâm mình nói sản phẩm tốt vậy đó Ồ sản phẩm này hay lắm Ồ, đủ thứ chuyện hết cái sai lầm của mình là hay nói về sản phẩm nhưng từ đây trở đi thay đổi giùm đi đặt câu hỏi còn câu hỏi gì nãy mình nói rồi nếu muốn làm quen xây dựng mối quan hệ thì đặt câu hỏi tìm hiểu cái đó tâm tư của họ muốn gì mục tiêu của họ là gì khát vọng họ muốn là gì mình phải hiểu họ mình vui vẻ mình nói ồ hay quá anh có tư duy này hay quá cho đi mình là xây dựng mối quan hệ thôi không nói gì hết đó mình hay nói cái gì mình biết bán hàng luôn mà trong khi chưa biết cái thằng nứa chỗ nào để gãy không biết nỗi đau cái thằng là cái gì mong đợi cái gì người ta đang muốn kiếm tiền tự nhiên ngồi nói giảm cân chết bớt bởi vì chúng ta mãi mê đi thuyết trình nói quá nhiều mà thay đặt câu hỏi tôi nói lại lần nữa hãy thay đổi thói quen đi trao quà chuẩn bị kế hoạch cho kỹ bộ câu hỏi người này là người nào mới hay cũ người này là doanh nhân hay là cái gì mỗi người sẽ đặt câu hỏi khác nhau chứ nó có giống nhau nguyên lý thì vậy nhưng mà lúc ứng dụng là khác nhau rồi thí dụ nha à, đây là bí, bí quyết là thí dụ nha đây là một câu hỏi rất là hay đây mình gặp một cái người mình mới hỏi họ sau khi đặt câu hỏi xong hỏi ồ cái điều nào là cái nhân tố thúc đẩy họ băn khoăn mỗi ngày trong 10 điều sau đây anh thấy cái nào đối với anh là quan trọng nhất kiếm thêm thu nhập muốn mở doanh nghiệp riêng. Có người họ đi làm họ chán nản họ muốn làm chủ thời gian, tại vì đi làm nhà nước cực quá đi làm có tiền thiệt nhưng mà không có thời gian rảnh chăm sóc con cái. Đó thì họ nói cái đó. Có người lại muốn làm cái lĩnh vực nào mà gặp gỡ nhiều người, họ ở văn phòng đâu gặp gỡ nhiều người đâu. Tại khá vậy đó, đúng không? Đây là cái bộ cái bộ câu hỏi mà mình muốn tìm hiểu cái khát vọng cái sự quan tâm của một người nào đó là coi họ quan tâm cái gì tại vì họ quan tâm cái nào mình cũng có trên á quân ly sức khỏe có làm chủ thời gian không có có tự chủ tài chính không có có thêm thu nhập không có có gặp gỡ người mới không có nếu họ nói hai ba cái trong này thì cái của mình có trên rồi nghề quân ly sức khỏe là có hết trên á có sức khỏe không họ có nữa muốn giúp đỡ người khác không có luôn nghề muốn sức khỏe là nghề giúp đỡ người khác có cái hoạch nghỉ hưu không có luôn phải không nói tóm lại 10 thằng này là họ quan tâm cái nào là mình biết rồi đó rồi rồi câu hỏi kế tiếp là gì họ nói họ muốn làm chủ được thời gian họ muốn kiếm thêm thu nhập như mình hỏi họ, ủa? Vậy làm thế nào anh kiếm thêm thu nhập? tức là họ đã làm gì rồi đó tại không đây những bộ câu hỏi mà chúng ta đi khi đi trao quà tùy theo đối tượng nha chúng ta sẽ có những cái bộ khác nhau rồi à, tôi đi gợi ý thôi thời gian không nhiều rồi thí dụ bạn muốn trở thành ai trong tương lai ưu tiên số 1 hiện nay của bạn là gì ưu tiên số 1 hiện nay của bạn là gì là kiếm tiền là cái gì đại khái vậy đó nên đôi khi chúng ta phải có cái sẵn đó chúng ta không cần viết, ta soạn sẵn. Nếu mà soạn trên slide, trên ảnh cầm điện thoại ra coi cũng hay hơn. Tại sao bạn chọn nó, đúng không? Điều gì khiến cho bạn lo lắng? đại khái cái đây những cái câu hỏi mà tôi gửi cho các bạn phải ứng dụng trong đi gặp mà đối tác khác nhau, đó. người muốn kiếm tiền nói khác, cái người muốn sức khỏe có bệnh lý khác, là chưa, rồi. Đây, cuối cùng thì chúng ta còn một cái này thôi. Rồi, khi bắt đầu một dự án á, thì chúng ta hãy trả lời câu hỏi sau đây nha. Đây, tôi gợi ý nè. Thí dụ chúng ta có một cái việc gì đó. ở à, trong đội nhóm chúng ta định tổ chức cái gì đó đó. Mình có thể mình tổ chức đào tạo cho đội nhóm nè. Mình muốn tổ chức cái gì đó. Thế nào đội nhóm mình phát triển lên. Bây giờ nó một hai người, nó lên hai ba chục người là phải đào tạo rồi. Vậy thì ta phải làm, ta phải trả lời câu hỏi sau đây. Tại sao ta phải làm việc đó? Cái việc đó nhằm mục đích gì? Phải trả lời cho được cái tại sao trước nha. Tại sao mà không trả lời được thì khoan mấy cái trả lời cái, cái câu hỏi cái tiếp. Hỏi cái tiếp. Việc này có cần thiết hay không? Ta làm gì để làm gì? Rồi, ta muốn được cái gì? Ta tổ chức cái vậy để cho cái người học được cái gì? Cái anh ấy gọi là learning tiêu. tức là là cái mục tiêu á. Rồi. Mà để đạt được cái này thì ta phải làm như thế nào? Hào lúc nào đó là khi mình có một cái dự án mình định tổ chức cho đội nhóm mình đó ví dụ tổ chức đi team building chơi tổ chức đội nhóm đi chơi tổ chức đi tham dự cái gì đó đại khái vậy đó thế nào cũng có tới à chúng ta phải lớn trước khi tổ chức mình lớn không phải đợi như mình cả trăm người mình nghĩ tới mà ngay lúc này mà đã nghĩ tới chuyện đó rồi đúng không rồi rồi ơi tóm tắt à, tôi xin tóm tắt uh, những điều mà chúng ta uh, đã trao đổi uh, đêm nay thứ nhất chất lượng cuộc sống chúng ta được xác định bởi chất lượng những câu hỏi à, đặt câu hỏi đúng quan trọng hơn ngàn lần tìm câu trả lời đúng cho một câu hỏi sai và chúng ta tập trung vào câu hỏi tại sao và như thế nào khi đi trao quà để ta hiểu được cái băn khoăn cái nỗi đau cái mục tiêu cái khát vọng để đây có chiến lược chứ không phải ta nói về sản phẩm nha lúc này mà ta nói sản phẩm nó trật lắc rồi hãy xem trọng một câu hỏi đúng hơn là một câu trả lời đúng <laughs> học vấn có nghĩa là học thông qua vấn đáp cứ hỏi chúng ta sẽ trở thành nhà thông thái rồi À chúc uh, cảm ơn quý anh chị theo dõi và tương tác. À quý anh chị nào quan tâm đến uh, là con cái mà đi du học tại Cộng hòa Liên bang Đức mà miễn phí hoàn toàn lại được có tiền nữa thì liên hệ với tôi nhé. Vì tôi đang liên lạc các trường phổ thông rồi. Rồi à, cảm ơn uh, MC. À, cảm ơn DJ. À, cảm ơn mọi người đã theo dõi uh, uh, cái nội dung đêm nay. À, tôi xin kết thúc tại đây rồi chú anh chị của chúng ta có những cái phần à, câu hỏi đáp nào thì à, chắc à, ưu tiên được một câu hỏi hả thầy ha về những cái này thì em cũng sử dụng được hơn 2 năm nhưng em trao quà thực sự là em vẫn rất rối lắm em chưa có niềm tin tại vì là mỗi lúc mà em muốn giúp người ta để em trao quà thì em chia sẻ xong thì em cảm thấy người ta từ chối ấy. thì em cảm thấy nó tự nhiên nó 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 không có năng lượng cho mình để mình muốn trao quà tiếp mình thì rất chi là muốn để trao ra để cho cộng đồng được một sức khỏe và giúp được người ta được những cái tốt nhưng mà người ta kiểu người ta phản hồi ấy thì em chưa 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 có tự tin để để làm việc đấy để nó tiến dần xa hơn ạ thì em xin được thầy trả lời cho em câu hỏi thêm kiến thức ạ thầy cảm ơn uh, cái câu hỏi của cô Hương ạ à. À, à, như phần chia sẻ tôi uh, trong uh, buổi chia sẻ tôi có nói đấy và những buổi trước tôi có nói uh, cái uh, uh, hồi nãy ra uh, cái phần mà uh, câu hỏi tự vấn đó à. cái câu hỏi đó quan trọng lắm tại sao ta làm việc ta đang làm các à. chị hiểu câu này không à bây giờ trước khi Được. mình gặp người ta đó bản thân mình nè à, tại sao mình làm cái việc mình đang làm à, quan trọng lắm á tại mình mình đi gặp người ta là mình truyền niềm tin đúng không à. thực sự bán hay là truyền niềm tin thôi người ta có đồng ý hợp tác mình nó không là người ta tin mình nó người ta, người ta, hợp tác người ta thích mình mới hợp tác cái này cái này mà cắt bài chia sẻ trước tôi đó. chứ không phải sao phẩm mình tốt xấu gì đâu tôi chưa có biết tốt xấu gì hết nhưng mà thực sự người ta tin mình người ta thích mình cái đó nó quyết định là. bởi vì người ta hay nói bán hàng mà cảm xúc là vậy đó bản thân mình á là mình phải tràn đầy niềm tin mình phải biết mình tại sao mình làm cái nghề này cái nghề này là gì giúp đỡ người ta à, tức là heo giúp đỡ tôi dùng đi thì giúp đỡ đó nhưng mà khi đi gặp người ta đó mình có tinh thần giúp đỡ không? hay là mình muốn nhận được cái gì à cái đó đó nó ảnh hưởng đến cái câu cái 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 cái, cái thái độ của mình mình gặp người ta vùng vã thành ra mình đặt những cái câu hỏi mà người ta cảm thấy giống như bán hàng vậy đó là ta phòng thủ liền à. hay gì mới đi gặp người ta thì mình tinh thần mình cho đi, ồ ờ, mình đi giúp đỡ thật sự mình đặt gọi vui vơ vẻ thôi không có liên quan gì hết, trơn. cứ có mời gọi gì hết bởi vì mình chưa có thiết lập được, mình chưa xóa tan được phá phá tảng băng, thấy không? Và phá băng á chưa có phá băng giữa mình với cái 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 đối tác thì chưa tin mình chưa thích mình thì không chưa chưa nên đặt đề ngoại trừ mà ta thân rồi nha ngoại trừ đã thân biết nhau quá lâu rồi đó nha à. nhưng mà cũng phải hâm nóng một chút rồi kế tiếp à, khi cô đi trao quà mà thất bại vậy là bình thường hay bất thường ạ à? nói chung là theo cảm nhận của em thì đối với bây giờ thì em cảm thấy sức khỏe của em tốt thì em cảm thấy là muốn cho đi nhưng mà em thấy bình thường à tại vì nè mình thấy tốt nhưng mà ta chưa thấy <laughs> tại sao tại giữa cái mong đợi nhu cầu họ với mình chưa gặp nhau họ chưa có nhu cầu ừ. đó nên ta còn phải kích cầu đó kia ta phải đặt những câu hỏi gì mà ta, ta ta phải thấy rằng người ta phải có nhu cầu đó đó Ta phải làm việc đó trước khoan nói sản phẩm nha người ta à. chưa có người ta chưa thấy rằng sức khỏe là quan trọng thì khoan nói sản phẩm mình hơi dội dàng thôi ở đây tôi cũng chưa biết cô hương nói cái gì đúng không nhưng mà tôi nói là cô cứ kiên trì người này không được thì qua người khác mà người này từ chối cũng chưa phải là người những người từ chối là cái thằng tiềm năng đấy <laughs> vẫn còn ở đó đó chứ còn đa số tôi gặp ra là xong rồi luôn á từ chối xong họ đăng ký tài khoản người khác nữa kìa đó cái đó mấy cái chứ còn mà họ đang từ chối vậy là vẫn còn tài tiềm năng nghĩa là cô vẫn còn cơ hội nào đó, có về suy nghĩ, có thiết lập mối quan hệ sao thân thiết đi. Nghĩa là đừng có chờ đến ngày mới hẹn mà hằng ngày, Một hai ngày chúc mừng gì đó theo dõi họ, họ có tiệc hay có gì thành tựu trong gia đình của họ chúc mừng họ. Làm sao mình với họ trở thành cực kỳ thân thiết cái đã, tôi nói lại cái điều này trong những bài đào tạo trước tôi đã nói rất rõ rồi. Khi mình chưa thiết lập được cái mối quan hệ thân thiết thì thì người ta chưa nghe mình đâu người ta chỉ nghe yeah. mình khi nào người ta thích mình đi kìa bà ta thích mình khi nào mình ngồi nói chuyện người ta đúng không mình nổi ố này kia nọ mình mình tại do cái câu hỏi mình thôi nó thích mình quá ngồi người ta thích người ngồi nghe lắng nghe lắm người ta nói thao thao bất tiệt mình ngồi lắng nghe rồi lâu, lâu mình đệm trời ơi, hay quá vân vân mình khuyến khích người ta nói với đó tự nhiên mà họ hỏi với mình cảm thấy gần 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 thì có hôm hỏi à bữa hôm anh nói tôi cái gì đó hay hay anh nói lại coi à lúc là lúc đó là lúc lúc đúng lúc, đó cái lúc đó mới đúng lúc còn bây giờ chưa đúng lúc ừ, cô, cô hương hiểu không à chưa đúng lúc tôi gọi là chưa đúng lúc họ từ chối chưa phải là họ là họ không thấy cái điều này đâu là tại giữa nó chưa chưa thấy có nhu cầu cho nên là nghề của mình là nghề một nghệ thuật đàng hoàng mình mong muốn tốt cho người ta nhưng mà tao chưa cần <laughs> bạn tôi nói vậy mà giờ <laughs> tôi thích vậy đó vì nó khổ vậy đó nhưng mà mình lại nóng lòng. À mà lại nóng lòng chính cái chỗ đó cho nên mình hãy mình hãy bình tĩnh ha và, và mình về mình suy nghĩ lại những một câu hỏi tôi nói lại rồi, thiết kế một câu hỏi thiết là hay. Một câu hỏi đúng nha. Mà một câu hỏi đầu tiên chính là một câu hỏi phá tảng băng, xây dựng mối quan hệ, Bây giờ cô suy nghĩ đi. Cô làm cách nào mà người ta thân thiết với cô, cô suy nghĩ câu đó trước. Câu hỏi thứ hai người ta đang thích gì cô biết chưa cái người đó thích gì cô biết chưa người đang Ngài mong đợi là... điều gì cô biết không vâng là... phải à cô không biết à, thôi là thôi là, là 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 chưa đi vô được đâu cô phải biết người này đang muốn gì người đang lo lắng gì băn khoăn điều gì cô phải có những bộ câu hỏi cô làm chuyện đó đó cô, cô hương hiểu mà vâng à? là... chưa hiểu người khách hàng này muốn gì thì là thua cô nói gì ta cũng nghe đó nhưng mà khi mà cô biết rồi thì cô tương kế ra cô cứ nói vấn đề người ta thích à tôi nói phải tìm điểm chung à không biết cô hương hiểu ạ tôi trả lời gì cô 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 có hiểu hết không ạ chào ban tổ chức chào cả nhà ở đây thì mình tối hôm nay mình nghe được cái chương trình thì mình quả là tuyệt vời và cũng mình xin tự giới thiệu mình một tí để làm quen mình tên họ và tên đầy đủ là dương công dưỡng Năm nay 58 tuổi, một yeah. vợ và ba con. Mình đến từ Quảng Bình và mình tham gia chương trình là từ tháng tư năm 2020 đến đây. à, Trong à, làm việc thì à, như thầy nói đó là tức là thì công việc của mình là đặt câu hỏi chứ không phải là mình đi tìm để cái vấn đề giải thích. Và tại, tại chỗ này thì mình nhờ thầy cho mình cho dưỡng là một... À, cái giải pháp tức là cùng một câu hỏi để mình trả lời một câu hỏi Bởi vì thực sự ra khi mà mình chia sẻ thì mình uh, chia sẻ ngay cho cái uh, thị trường ẩm của, của của mình Đó là mẹ năm nay 96 tuổi Mình cũng đưa vào để chăm sóc Rồi uh, trong đó là các chị gái và em gái Cũng như những đứa cháu xung quanh của mình Nó có nhiều cái vấn đề lắm nhưng mà lại có một đứa cháu là nó nó có đặt ra một câu hỏi nó nói thế này bởi vì nó trình độ và kiến thức nó cao nhiều hơn mình và nó hỏi nói chú ơi hiện nay là ở trên cái, trong cái xã hội này là nhiều cái người lừa lắm. lừa lắm nhưng mà chủ là chủ dung rồi mà bây giờ chủ nói mê dung lừa là lừa, nói lừa nói đảo à... vâng vâng nói lừa à, đảo đấy. À, à. Là, là là lừa đảo như thế thì à, uh, hóa ra là chủ tìm hiểu chưa kỳ uh, tức là ý thức rằng nói là là tìm hiểu chưa kỳ thì uh, vô hình chung là chủ uh, bị lừa rồi cả nhà mình cũng 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 bị lừa và chính cái câu hỏi này cái là cản trở rất lớn đến 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 cái công việc của mình đặc biệt rằng là cái câu hỏi của cháu nó đã đã, um, đã tỏa ra ở phía ngoài cho nên nhiều người đến thì vẫn nói rằng là À, chính là những đứa cháu của nó mà nó cũng nói như thế cho nên ở đây là một cái vấn đề rất khó mà ừ. à, mặc dù thì à, dường mình à, giải thích rằng là cháu có thấy chủ thay đổi không được đây là chủ bị gục là chủ phải đi bằng nàng gỗ mà đến bây giờ chủ đã chạy bộ được rồi hai này chủ tiểu đường từ 23.3 mà bây giờ chủ con là 67 6 và 7 chấm trong cái khoảng đó cháu có thấy không thì nói à, trong đó là có thể có những cái vấn đề gì đó nữa lắm thì cũng nhờ thầy là à, cho một cái hiền để à, mình giải tỏa được cái vấn đề này trong cái à, sự nghi ngờ của người thân à. rồi cảm ơn à, anh giữa con nêu một trường hợp quá tuyệt vời à cái này tôi cũng tôi gặp thực tế rồi ạ <laughs> mà trong cái chương trình hôm nay tôi cũng có nêu trường hợp đó đó bây giờ à, tôi trả lời anh dưỡng cũng bằng câu hỏi à ứng dụng ngay luôn đúng không ở đây à. tôi nói rằng nghề cốt là nghề mình đặt câu hỏi và trả lời cho khách hàng cũng bằng câu hỏi. Người ta hỏi mình, mình trả lời bằng câu hỏi chứ không phải là không phải đi giải đáp. Đó, đỉnh cao của vấn đề mà mà cốt là vậy ra trên thế giới đó. Bây giờ tôi hỏi anh Dưỡng thế này. Anh nói câu đó thì hỏi. Vậy theo anh, anh Dưỡng á, à, khi mà người cháu nói là lừa đảo, thì anh Dưỡng sẽ đặt câu hỏi gì tiếp theo? vâng. Không, mình vẫn dụng liền nha vẫn dụng luôn cái bài hôm nay luôn á vâng. tại mình không trả lời vâng. nha tại hồi nãy vâng. anh trả lời anh 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 lấy cái ví dụ của anh anh trả lời mà vâng đúng không anh, là, anh, 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 lấy cái kết quả của anh trả lời đúng không cháu nó không vâng. chưa đồng ý nhưng anh phải chuyển sang anh trả lời bằng câu hỏi mới được vâng. Vâng. À, tôi, tôi tôi ví dụ gì nha tôi ví dụ nha tôi ví dụ hồi xưa nha cái mười năm khi tôi, tôi tôi làm tư vấn bảo hiểm à, cái người kia nói tôi thế này bảo hiểm lừa đảo và trước tôi hay phản ứng lắm Giờ tôi rất là vui vẻ Tôi mới nói câu nè à, Tôi nghe nhiều người nói giống như chị vậy đó Là, là anh, 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 giữ hiểu ý tôi nói không à Câu đầu tiên là mình đừng có phản đối Mình chấp nhận, tạm chấp nhận cái ý kiến đó Đây là tiếng Anh gọi là flat á Phất cờ đó Là là tôi đồng ý có nhiều người có ý kiến nhưng mà mà thiệt đúng là có nhiều người giống kiến nhỉ nhưng à, xin hỏi anh à, lên lừa đảo chỗ nào anh, anh à, có thể giải thích giùm cho tôi không không giải thích được à, anh vừa hiểu tôi nói mà dạ vâng vậy à, một, một cái câu chuyện thân thiện mà ô, à, tôi tôi nghe người nói gì mà tôi cũng hiểu anh có thể giải chị, chị hơi giải thích tôi là lừa đảo chỗ nào không ạ à? không giải thích được cho nên trong cái hôm nay mình có hỏi đó, Cái nguồn thông tin đó là ý kiến riêng của người đó Hay là từ nguồn thông tin nào Ví dụ đứa cháu của anh Dưỡng Thì tôi cũng không biết cái trình độ sao cả Nhưng khi anh phát biểu hồi đó Nó phải có cơ sở lý luận chứ Nó phải nói đại đại được đây ý kiến riêng Hay ý kiến của người khác Thì mình phải đặt câu hỏi lên Ờ Có thể tôi đề xuất thôi nha Tôi xin đề xuất thôi Anh Hậu Anh Dưỡng đặt câu hỏi tiếp Mình trả lời một câu hỏi mà Tại mình đang muốn duyên cốt là mình đề nghề câu hỏi Chứ không gì hết trơn Không phải giải đáp trong đây hết trơn Ờ Ý kiến của cháu nói á Chú cũng nghe nhiều người nói vậy đó à, Nó mắc lòng chưa Cho nó mắc lòng chưa cái đã Chú cũng nghe giống vậy đó À nhưng mà cháu có thể giải thích rõ không? là ý kiến riêng của cháu hay là nhiều người? mà nếu người ta nói lừa đảo là lừa đảo chỗ nào? nói phải có cái chứng minh chứ đu, đu, anh anh vừa hiểu ý tôi nói mà. Dạ vâng. và anh cứ xây dựng cái bộ câu hỏi cứ đi theo đó hoài cứ đọc câu hỏi đặt câu hỏi mà rất là thân thiện nha không có căng thẳng ha giống như thân tình thôi bây giờ mình cứ đi giúp đỡ người ta mà đúng không anh dạ vĩnh? Vâng. đang là người cho đi mình đang mang đi cái giá trị rất là nhân văn Giúp người ta thay đổi Nhưng Nhiều người tư duy rất là trì trệ Và theo đám đông Họ nói cái điều mà họ chưa chắc họ tin nữa Họ chỉ nói theo thì thôi Mà đứa cháu nó dựa vào đâu Mà nó nói là lừa đảo À mà anh chưa biết mà Anh phải tìm hiểu cái điều đó đó Cháu của anh Dưỡng nói câu đó là dựa vào đâu Phải có cái gì chứ Phải có dựa vào cái gì chứ còn nếu dựa vào kết quả của anh dưỡng thì không đúng rồi Anh đang tốt mà là sao mà được Nhưng trong lúc đó anh đi trả lời bằng cái kết quả của anh Nó không chịu, không tin Có khi là bạn, bạn gái à cái gì đó đó Mình chưa biết được Thì anh vẫn phải đặt câu hỏi Khui cho ra Cái lý do nào mà anh nói có lừa đảo Phải chứng minh chứ Anh à, dưỡng, dưỡng, hiểu tôi nói mà Em ừ. phải nhớ rằng nghề cốt là nghề đặt câu hỏi và trả lời cũng bằng câu hỏi mà hết rất là thoải mái dịu dàng thân thiện không căng thẳng bởi giờ đây không có đúng sai chuyện chúng ta đây không phải là đúng sai mình đúng sai là mất khách hàng mình cũng chẳng được cái gì cả chẳng được cái gì cả vì mất tình mất tình cảm mất niềm tin mà cái đó mình không có muốn dù cho bất đồng ý kiến nhưng vẫn là tình cảm mới được cho nên mình cái, trên mà cái nghề mình là nghề tràn đầy yêu thương là tôi nói cho đó đó nếu trong lòng mình không tràn đầy yêu thương thì khi mình 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 xúc động mà mình nghĩ mình đúng tại sao mà nó lại nghĩ sai cái đó không phải là mình mình ý xấu nhưng mà tại mình hơi nóng lòng tại mình tốt quá mà tại sao nó chứ nhưng mà thực sự mình phải lắng nghe là thực sự nó phải có vấn đề gì đó ai đó người bạn gái của nó hay là bạn bè của nó nói mà nó không đủ kiến thức à nãy anh dưỡng nói là anh có trình độ kiến thức cái câu đó tôi hơi nghi ngờ kiến thức về nghề nghiệp gì đó chứ kiến thức về anh dưỡng thu anh nhiều tôi dám chắc như vậy. Đúng không anh nói trình độ thức hơn anh mà tôi không hiểu kiến thức hơn anh là cái gì? hơn bằng cấp hả? ở đây ừ. ở, ở đây bằng cấp không có đo được. bác sĩ còn bệnh tiểu đường như thường mà thôi gì. <laughs> bác, anh gì. bác dạ sĩ bà. mà vẫn còn bệnh như thường phải nhờ quân nhân sức khỏe Anh dưỡng mà 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 tư và cốt cho mà. cho nên ở đây không có đo được. có bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ thì nó không liên quan về kiến thức dưỡng này cả. cho nên mình đừng có bị ám ảnh về cái chuyện đó. À, thật ra tôi xin chia sẻ uh, hai điều anh uh, những uh, hiểu ý tôi nói mà dạ vâng xin hai là là thứ nhất là cái thái độ mình hết sức mềm mỏng và tự tin mình hoàn toàn đúng nhưng và mình chậm chút và mình vận dụng kỹ thuật coach là đặt câu hỏi để trả lời một câu hỏi và tiếp tục cứ câu hỏi tiếp cứ câu hỏi tiếp không ai bắt bí người ta nhưng mà để làm khai hồi nãy mới nói đó đặt câu hỏi để khai mở để giúp cho bản thân của họ đó khai mở cho hai mình nữa và giúp cho mình hiểu rõ hơn cái cái người đó người đó đang băn khoăn điều gì có lẽ anh, anh Dưỡng phải tìm hiểu cái này kỹ cháu anh đang có băn khoăn điều gì mong đợi điều gì lo lắng điều gì có phải trả lời cho rõ giống như cô Hương nãy đó phải làm điều đó một cái điều đó chưa rõ là chưa giải quyết được đâu à, ê, ê, tôi giải đáp gì được không à, à, anh Dưỡng à dạ vâng rất là cảm ơn thầy cảm ơn bạn đã xem video nghệ thuật đặt câu hỏi đúng của tôi hy vọng bạn đã có giây phút thư giãn và bổ ích sau khi xem video của tôi bạn hãy like video và chia sẻ để nhiều người biết đến video giá trị này nhé bạn hãy bấm đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để nhận video giá trị và bổ ích tiếp theo của kênh quan nguyễn trai nợ nhé cảm ơn bạn rất nhiều chúc bạn vạn điều tốt lành